Hello mọi người, em sắp hàng bị cúp điện mọi người, cúp điện. Rồi, vô nha mấy chế nha, vô. Em chào chị Thùy Trang, chào Hồng Quang, Hồng Quang. Chào chị Ngọc Ngây Ngô, trời ơi. Chào chị Sang Sang. Chào em Xinh, chào chị Thúy Hằng, chào Hồng Hạnh. Chào toàn thể hết yêu nha, mọi người ơi, tăng tốc, tốc độ. Hôm nay bé Hằng lên trễ quá, trời trễ. Hôm nay mệt mỏi mọi người. Chị ơi, huy hiệu fan cứng nè. Không, bà không có huy hiệu bà ơi. Thích đồ em Hằng, dạ cháy ngọc ngà lên, cháy ngọc ngà ơi. Hôm nay đồ đẹp lắm mấy chế. Hôm nay hàng đẹp quá trời. Bà gì Ngân Phương có huy hiệu gì ta, huy hiệu người theo dõi mà không có huy hiệu fan cứng. Trời ơi coi nè. Hôm nay nhức nát luôn. Rồi. Đơn hôm qua nay bên Hằng đang gọi mọi người nha. Đơn hôm qua nay bên Hằng đang gọi á mấy chế. Rồi lại nha mọi người ơi. Cho em Hằng là ba lượt chia sẻ đang cái nhân năm hội nhóm nha. Hôm qua hả? Hôm nay quá trời. Nói chung là hôm nay còn bao nhiêu. Đợi trưa giờ hả mấy chế? Dạ. Tại vì hôm nay bé Hằng like trễ á mọi người. Do đuối quá thay à. Like mấy ngày nay á mấy chế, nay mình mới nhận được hàng rồi nha. Em cảm ơn chế Ngân Nguyễn nha. Do mấy ngày nay Hằng like hai like liên tục, hai like liên tục á. Like sáng like tối, like sáng like tối á. Cho nên là quá trời đắm đuối luôn mấy chị, rất là đắm đuối luôn. Đắm đuối đến nỗi mà khàn cái giọng luôn mọi người. Rồi, chế yêu nào đã nhận hàng em Hằng rồi, cho mấy Hằng vài cái vít bách nha. Nói chung hôm nay còn bao nhiêu đơn hàng bơm lẻ tẻ á. Hàng bơm á mấy chị, mình đừng cầm anh ước gì được tặng ha, đừng có cầm anh ước nha mọi người. Mình cầm anh cứu phát là nó dễ hơn. Trời ơi, có hàng kỹ nữa, 1, 2, 3, 4. Rồi, một bộ này nữa đi. Rồi, 5. Bé Hằng mới nhận được một tiền của... Bé Hằng mới nhận được tiền của chế... chế gì quên ta? Thi Úc Đào Lê hả? Phải không? Chế Thi Úc Đào Lê. Vui quá, em Hằng sẽ lên tặng mấy chị luôn. Đây, bé Hằng vừa nhận được bộ 200 đô của chế Thi Úc Đào Lê. Đâu rồi, về vậy hả? Rồi. Em cảm ơn chế Thi Úc Đào Lê có xem livestream nha. Em Hằng vừa nhận được tiền của chế rồi. Vui lắm mọi người, em Hằng cũng sẽ lên tặng lại bộ đồ tiền đô cho mọi người luôn. Đây. Rồi, lại giờ em Hằng nha, cú pháp mua hàng nhà em Hằng nha mấy chị. Đừng comment tặng em với chị hay là hôm nay tặng chị với em nha. Cú pháp nhà em Hằng hôm nay là cái gì ta? Cú pháp gì cho nó sôi động đi ta? Hả? Rồi, đúng rồi, Ngân Hương đủ ba biểu tượng rồi đó. Fan cứng chưa theo dõi chia sẻ rồi đó. Rồi, có fan cứng đó, theo dõi có chia sẻ rồi nha. Rồi mọi người ơi, ai chưa chia sẻ cho bé Hằng là ba lượt chia sẻ đang cá nhân, năm lượt hội nhóm nha. Ba lượt chia sẻ đang cá nhân, năm sáu lượt hội nhóm thì giùm em. Cú pháp ngày hôm nay là mình comment liền giùm em Hằng là mã đây mấy chị. Đặt hàng lâu rồi mà chưa nhận hả? Vậy chị Mai Trần ơi, chị Mai Trần gọi giùm em Hằng vào số hotline đi nha. Rồi, đây nha mấy chị. Ê, đưa em 200 tiền đô đó đi. Trời ơi, lâu lắm rồi mấy Hằng mới nhận lại tiền đô của khách gửi từ nước ngoài về mà ngồi. Mấy năm trước thì mấy Hằng gửi nước ngoài nhiều lắm. Cứ cách mấy ngày là nhận đơn hàng tiền á, nhận tiền á. Rồi hôm nay là chế này là mua gửi tiền trước, bao nhiêu là trừ ra bấy nhiêu. Rồi lên nha mấy chị nha. Thôi kệ đi mấy chị ơi, cú pháp nè. Tặng Tết cho mấy chị nha. 20.000 đồng 5 bộ đồ. Rồi bé Hằng lên trễ cho nên là bé Hằng lên trễ cho nên là mọi người ơi. Bé Hằng lên trễ cho nên là mọi người cố gắng chia sẻ livestream nha mấy chị. Rồi, tặng Tết liền giùm bé Hằng 20.000 đồng 5 bộ, size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng nha. Rồi nói chung là hôm nay bé Hằng sale nè. Đó mấy chị,
5 bộ đồ đầu tiên nha. Rồi, tặng Tết liền giùm mấy hàng trộn này, đẹp không hả mấy bà ơi? Bơm, mấy cái này là mấy cái hàng bơm bị lẻ tẻ. Mấy hàng bơm lẻ tẻ này thì mấy hàng cũng không có thể nào để lại bán được á mấy chị. Đó, nó bị lẻ tẻ mấy chị. Đó, hôm nay em thấy mấy chị vào hầu như là đều có chia sẻ hết nè. Đều á. Hôm nay là toàn bộ ở đây là toàn bộ là khách theo dõi mấy hàng dữ lắm hay gì nè. Chị nào cũng có logo, có một vài chị không có logo thôi. À, Nguyễn Thị Ti Ti chưa có logo nè, chị Su Su nè. Ủa chị Dũng Nguyễn Trần Anh, ủa chị Ngân Bình. Ủa sao bây giờ cũng có nhiều người chưa có chia sẻ quá mấy chị ơi. Rồi, tặng Tết nha, 20.000 đồng 5 bộ mấy chị. Nhắc lại một lần nữa, nhiều chế vô nói nè. Trời ơi, không biết đồ gì. Không biết đồ gì mà nó quá rẻ. Mấy chị ơi, thiệt sự luôn mấy chị. Ở đây, nhà em Hằng là mango đuổi loại 1 hết nha mọi người nha. Mango đuổi loại 1 hết. Chẳng qua đây là hàng bé Hằng bị bơm về. Bị bơm về nó bị lẻ tẻ như vậy nè mấy chị. Bị bơm về nó bị lẻ tẻ như vậy, bé Hằng bán lỗ lại nha mọi người yêu nha. Đây, đây là giá bán siêu lỗ. Mấy chị thấy bình thường 5 bộ như vậy, 5 bộ thì cỡ nào nó cũng được 500 ngàn đúng không mấy chị? 5 bộ thì cỡ nào cũng 500 ngàn đó mọi người. Nhưng hôm nay bé Hằng chỉ bán có 20 ngàn đồng. Coi như đây là giá tri ân khách cuối năm nha. Một năm qua mấy chị đã ủng hộ em Hằng rất là nhiều rồi. Rất là nhiều luôn mấy chị. Đây là những giá tri ân khách những ngày cuối năm nha mọi người nha. Tặng Tết liền dùm bé Hằng 20 ngàn đồng 5 bộ dùm em Hằng. Size đồ là nghe kỹ dùm em Hằng nha. Size đồ 40-60kg mình mận vừa dùm em Hằng. Size đồ là 40-60kg mình mận vừa. Chế yêu nào chưa chia sẻ nhanh tay chia sẻ nha. Rất là nhiều chị nè. Ôi bây giờ toàn bộ là những chị mới vào chưa chia sẻ không nè. Mấy chị nãy giờ chia sẻ thì comment lẹ nha. Mấy chị ơi, mình comment lẹ liền giùm em Hằng nha. Mấy chị yêu dấu nha. Tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ. Hôm nay đẹp không mà mấy chị ơi. Nhận hàng nha. Cho kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha mấy chị. Nhận hàng shop bé Hằng được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Ô là trời, nó đẹp nè trời. Trời ơi, hàng mà những bộ này á mấy chị. Thiệt sự với mọi người luôn, hôm nay là rất là nhiều hàng đẹp. Cực kỳ nhiều hàng đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng buổi trưa này hơi bị đẹp nha. Tại vì buổi trưa này nói chung bé Hằng lai trễ là vừa mới ngủ trưa vậy. Vừa mới ngủ trưa vậy á mấy chị. Mấy bữa nay lai đuối quá đuối mấy chị. Lai sáng nè, lai trưa, lai tối, lai trưa, lai tối, lai trưa, lai tối. Đến nỗi mà không có nói chuyện nổi luôn á mấy chị. Rồi, mua mặt tết thôi. Dạ, cảm ơn chị Xuân Nguyễn nha. Chị em nào nhận hàng của bé Hằng rồi á, chị em nào nhận hàng của bé Hằng rồi cho bé Hằng xin vài cái feedback đi mọi người ơi hôm nay à. Dạ, tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ. Nghe kỹ giùm bé Hằng. Size đồ là từ 40-60kg mình bận vừa nha. Ô là trời, 40-60kg mình bận vừa giùm em Hằng. Cho em Hằng á mấy chị. Ôi coi nè, 3 lượt chia sẻ trang cá nhân, 5-6 lượt hội nhóm. Chị nào có hội nhóm càng nhiều chia sẻ vào hội nhóm càng nhiều là tỷ lệ mấy chị càng cao hơn nha mọi người. Đây, đây mọi người ơi, đưa em cái nhận diện comment của mấy chị đi. Nè, nhà em Hằng tặng á thì em Hằng không có phân biệt khách mới khách cũ nha. Nhà bé Hằng tặng là khách mới hay khách cũ gì cũng được. Nè mấy chị nhìn thấy comment, mấy chị nhìn thấy hình nền của mọi người chưa? Đây đó mấy chị, tất cả các comment của mấy chị nhà em Hằng nè đều giống như nè chị Kim Liễu nè, Nguyễn Thị Ti Ti nè, Bình An nè, Bích Thủy Trương nè, Như Quỳnh nè. Đây mấy chị thấy cái comment của mọi người không mọi người? Đó, tất cả mấy chị đều được hệ thống nhà em Hằng nhận diện vô hết. Ờ mấy chị, mình đừng có comment là tặng em với bé Hằng ơi, tặng chị đi Hằng ơi nha. Cú pháp là tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ. Tất cả các chị ở đây, miễn chị nào có chia sẻ livestream hả mấy chị, có chia sẻ livestream là phần mềm đều cập nhật cái comment của mọi người nè. Đó, em Hằng không có phân biệt à, cái chị này là chị khách mới, mình lọc ra đi, không cho chị vô comment, không có nha mấy chị. Khách mới, khách cũ hay là khách nào, miễn bé Hằng đang live trực tiếp vào lúc 2:40 nè, 2:40, hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày mấy chồng? 15. Hôm nay ngày 15.
15 tháng 1 đúng không? Nay ngày 15 tháng 1 vào lúc 2 giờ 40 phút mà chị nào có comment trên cái livestream của bé Hằng. Ờ, comment trên cái livestream như vậy là mọi người đều được hệ thống nhà em Hằng nhận diện hết. Ờ, rồi may mắn, chị nào may mắn thì chị đó sẽ được mua 20.000 đồng 5 bộ, bình thường 5 bộ như vậy. Bình thường 5 bộ thì cả cho 500.000 đồng của em ha mấy chị. Hôm nay bác Hằng chị bán với giá này đó, mấy chị thấy không nè. Ờ, chị Ngọc Hân, chị Dani, chị Hùng Phúc nha. Nhưng mà cũng có rất là nhiều chị chưa có chia sẻ livestream nha. Đây, đây mấy chị nha. Có rất rất là nhiều chị cũng vẫn chưa có chia sẻ livestream nè. Mấy chị nhìn thấy những cái avatar này là những cái avatar của mọi người nè. Đó, những cái avatar của mọi người đó. Comment của mọi người vẫn đang chạy. Hôm nay cũng hơi bị ẩn comment nha mấy chế nha. Hôm nay cũng đang bị ẩn comment. Chị nào mới vô á, nhớ thả tim, thả like cho bé Hằng, chia sẻ livestream cho bé Hằng nha mấy chị ơi. Nè, chia sẻ livestream cho bé Hằng luôn nha mọi người yêu dấu nha. Size đồ nhà em Hằng bán là 40 đến 60 kg mình bận vừa. Tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ, kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nè. Nhà em Hằng vẫn đang chạy phần mềm, không có bỏ qua một chị nào hết. Cho nên là ví dụ như chị này kêu tên trước, ờ chị kia vô xem, chị này vô tặng trước, chị nào vô sau thì tặng sau, chị nào vô trước thì tặng trước, mấy chị yêu dấu nha. Hả? Nói chung thì giờ đến Tết còn mười mấy ngày nữa. Giờ đến Tết còn mười mấy ngày nữa là bé Hằng tặng hết mấy chị nè. Đó. Ủa sao còn avatar mọi người nè đó không mấy chị? Avatar mọi người nhảy ra hết nè mọi người thấy không? Thấy rõ không? Thấy rõ comment của mình đúng không? Rồi, tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ giùm Hằng. Chị nào chưa thấy cái comment của mình vô trong máy nha bé Hằng. Chị nào chưa thấy tên của mình ở trong máy nhà bé Hằng thì comment lẹ lên đi mọi người nha. Comment lẹ lên, bé Hằng đưa lại nhẫn hàng, mấy chị sẽ được mua với giá 20.000 đồng 5 bộ ha. À, nhẫn hàng bên shop bé Hằng là cho mấy chị kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người yêu dấu nha. Rồi, đây mấy chị ơi, 20.000 đồng 5 bộ, những bộ nào mấy chị? Những bộ vải mango đuổi thượng hạng loại 1 như vậy. Đây, những bộ hàng loại 1 không mấy chị ơi. Bên shop bé Hằng bán cho mấy chị là toàn hàng loại 1 thôi nha. Size là 40 đến 60 kg mình bận vừa. Bên shop em Hằng, ngay cả những hàng bán tặng, em Hằng vẫn cho mấy chị được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị yêu dấu nha. Trời ơi u là trời, được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận hết. Dạ, chị Trung Quỳnh chưa chia sẻ giùm em nè. Chị Uyên Uyên chưa chia sẻ. Chị Rang Trương hả? Chị Rang Trương chưa chia sẻ nè chị. Nè mấy chị ơi, nhận hàng bên shop bé Hằng kiểm tra hàng nha. Từ đường kim chất vải hả mấy chị? Từ đường kim mũi chỉ đến chất vải giùm em hà. Phom đồ là từ 40 đến 60 kg mình bận vừa nha. Chị em nào chưa chia sẻ nhanh, đúng cú pháp giùm em Hằng là tặng Tết, tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ kèm em Hằng số điện thoại. Mình đừng có comment là tặng chị với em, tặng em với chị nha. Mình đừng có comment là tặng em với chị, tặng chị với em nha mấy chị. Cú pháp nè, tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ kèm giùm Hằng số điện thoại nha. Tặng Tết giùm bé Hằng 20.000 đồng kèm giùm em Hằng số điện thoại. Chị nào bị ẩn comment tranh thủ liền giùm em mấy chị ơi. Chị nào bị ẩn comment, tranh thủ comment lại lên giùm mấy hàng. Bé Hằng chuẩn bị, hệ thống đang nhận diện mấy chị rồi, chuẩn bị lọc ra liền nè. Nha mấy chị yêu dấu nha. Dạ, 40 đến 60 kg mình bận vừa, nghe kỹ số ký nha. Ôi mấy chị ơi, thiệt sự luôn mấy chị. Nếu mà mình không có nghe kỹ số ký thì mấy chị yêu dấu. Ở mấy chị, nếu như mình không nghe kỹ số ký đúng không? Mình không nghe kỹ số ký, ví dụ như hàng về như vậy. Em Hằng nói là 40 đến 60 kg mình bận vừa. Mình 62, 63 mình may mắn được mua với giá 20.000 đồng 3 bộ đi, 20.000 đồng 5 bộ đi. Mình may mắn đi mấy chị thì mình tặng lại cho người khác cũng được mọi người. Ở mấy chị yêu dấu, tin tưởng em mua cả 100 bộ nhưng không cần kiểm tra luôn. Em cảm ơn trái Mỹ Dung Bùi Thị nha. Em cảm ơn trái yêu nhiều nha. Cảm ơn trái yêu nhiều ha. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Rồi, bên em Hằng bán hàng là, nói chung là bán hàng thì em Hằng đã bán dùng cả cái tâm của mình rồi. Ở mấy chị, hàng nè, mấy chị đang gặp em Hằng ở đây là gì mấy chị? Xưởng may Hằng Pyjama, chất lượng tạo nên thương hiệu. Cho nên bé Hằng bán hàng lúc nào cũng để khách mình trên đầu hết mấy chị yêu dấu. Ở khách đã bỏ tiền ra mua thì phải được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận.
Mặc dù là mấy chị chỉ bỏ ra 20.000, 30.000, 50.000 hay 10.000 đồng hay là bao nhiêu tiền cũng là tiền của mọi người. Em Hằng có nghĩa vụ bán hàng cho mấy chị thì phải để khách được quyền kiểm tra hàng của mình. Hả mấy chị yêu dấu? Hàng nhà, mấy chị nhà với hàng bán là cứ cho mấy chị kiểm tra hàng. Hả mấy chị? Đó, mấy chị bỏ 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 200.000, 200.000. Mình mua bao nhiêu tiền bên shop em Hằng cũng được quyền kiểm tra hàng hết. Rồi lẹ tốc độ lên giùm em nha mấy chị ơi. Tốc độ nè. Trời, rất là nhiều chị mới vào chưa chia sẻ nha. Chị nào mới vào mình chưa chia sẻ thì nhanh chia sẻ. Rồi ai chưa comment, em cho mấy chị coi lại comment của mọi người một cái nữa nha. Để bé Hằng bắt đầu lớp tặng luôn mấy chị ơi. Tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ, size đồ từ 40 đến 60kg mình bận vừa. Ở nhà Hằng bán đồ uy tín lắm, em cảm ơn Trái Ngân Nguyễn. Sao Trái Ngân Nguyễn không chia sẻ cho em Hằng? Rồi chia sẻ đi mọi người ơi, trời ơi toàn bộ nha. Bé Hằng nhắc lại một lần nữa, toàn bộ đồ shop Hằng đây mấy chị nha, toàn bộ đồ shop Hằng là vải mango đuổi loại 1, hàng mango loại 1. Bên shop Hằng nói không với hàng ở bên shop Hằng là nói không với hàng lụa hay là 100D hay là này kia kia nọ nha mấy chị yêu dấu nha. Toàn bộ mà mát Hằng nhà em Hằng là mango đuổi loại 1, chất vải mềm mịn, không nhèo, không nhăn, không rút vải. Nhận hàng cho kiểm tra hàng thoải mái. Bây giờ 5 bộ đầu tiên nè, 1, 2, 3 nè, 3 nè, rồi 4 nè, 4 nha, đủ màu sắc luôn chồng ơi. Rồi 5, đây mấy chị ơi, tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ, kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nha. Em Hằng bắt đầu nha mấy chị ơi, bắt đầu giùm em Hằng. Dạ, bộ bé Hằng đang bận, bé Hằng có bán luôn. Nói chung là hôm nay vừa lên tặng hàng kiểu nè, rồi vừa bán, nói chung tùm lum tà la búa luôn, xua hàng luôn mấy chị ơi. Nè, bộ bé Hằng đang bận, nói chung là hơi bị đẹp, có mấy chục bộ à, đợi giùm bé Hằng xíu để bé Hằng tặng xong mấy chị. Nói chung hôm nay bé Hằng tặng được nhiều chị nè. Còn bao nhiêu hàng lẻ tẻ là bé Hằng tặng hết. Tặng hết nha. Chị nào mới vào á, cho bé Hằng là ba lượt chia sẻ trang cá nhân, cho ba lượt chia sẻ trang cá nhân 5-6 hội nhóm giùm em. Cho cái comment mình đẩy lên trên nhưng mà ngồi yêu dấu. Comment của mấy chị đẩy lên trên mấy Hằng. Đây mấy chồng đưa giùm giỏi cái điện thoại. Đây, chị em nào chưa thấy cái comment của mình. Đây, chị em nào chưa thấy tên của mình trong hệ thống nhà em Hằng. Chị em nào mình đang xem live, mình có comment rồi đúng không? Mình đang xem live, mình có comment rồi mà mình chưa có tên trong hệ thống nhà bé Hằng thì tranh thủ liền. Size đồ là từ 40 đến 60kg mình bận vừa ha. 40 đến 60kg mình bận vừa giùm Hằng. Đây, chị em nào mình đã comment rồi nhưng mà mình chưa thấy tên mình trong hệ thống nhà bé Hằng thì mình nhanh comment lên nha mấy chị. Rồi bé Hằng tặng lẹ nè. Dạ mấy chị ơi, cái này không phải là bán rẻ đâu chị ơi, mà em Hằng tặng khách đó. À, cái này gọi là tặng mà mấy chị, tặng là phải tặng rẻ chứ mấy chị. Tặng mà chẳng lẽ là 500 ngàn, 500 mấy chục ngàn, bây giờ tặng 500 ngàn, đâu có được. Tặng là phải tặng như vậy mới gọi là tặng mấy chị ơi. 20 ngàn đồng 5 bộ, ai mà bán như vậy mấy chị. Thì sợ ngay cả bản thân bé Hằng, ngay cả bản thân em Hằng may ra cũng làm gì có được, may ra em Hằng may ra làm gì được bộ đồ mà 4-5 ngàn như vậy mấy bà. Rồi, tặng Tết liền giùm em Hằng nha mấy chị. 20 ngàn đồng 5 bộ liền giùm em Hằng. Size đồ từ 40 đến 60kg mình bận vừa. Rồi chị đầu tiên giùm em. Đầu tiên chị Kim Hạnh. Chị Kim Hạnh 8233 đuôi. 8233 đuôi. Rồi tiếp theo giùm em. Chị Kim Hạnh nè. Chị Kim Hạnh nha, 8233 đuôi. Rồi tiếp theo giùm vợ luôn chồng ơi. Rồi, 5 bộ tiếp theo. Nhận hàng cho kiểm tra hàng thoải mái giùm em Hằng. Chị Thanh Hiền. Thanh Hiền 7087 đuôi. Thanh Hiền 7087 đuôi giùm em Hằng. Rồi tiếp theo luôn. Rồi, 5 bộ giùm em Hằng. Tặng Tết liền giùm em mấy chị ơi. Tặng Tết 20.000 đồng 5 bộ đồ. Thiệt sự với mấy chị luôn, ngay cả bé Hằng may ra cũng không có giá này đâu mấy chị ơi. Cái này là bé Hằng tặng mấy chế là siêu đỉnh cuối năm. Một năm qua thì bé Hằng bán, mấy chị đã ủng hộ bé Hằng nhiều rồi. Ở một năm qua bé Hằng tặng thì mấy chị đã bán thì mấy chị đã ủng hộ bé Hằng rất là nhiều rồi. Chị thứ ba giùm em. Rồi chị thứ ba giùm vợ chồng ơi. Thứ tặng Tết Ngọc Phạm 21 5 bộ đồ giùm em Hằng. 21 mấy? 46. 2146 đuôi. Rồi chị thứ tư. Rồi chị thứ tư giùm em Hằng.
Chị thứ tư giùm em. Rồi. Chị thứ tư chị Loan Cẩm. Rồi chị Loan Cẩm. 3638 đuôi. Loan Cẩm 3638 đuôi. 1 năm bộ 20.000. Rồi chị thứ năm giùm em hà. Rồi. Rồi nha mấy chị yêu dấu nha, tiếp theo giùm em hà. Bây giờ em Hằng sẽ tặng cho. Rồi, comment giùm em Hằng là tặng Tết rất là nhiều chị mới vào nè mấy chị ơi, mới vào nè. Mới vào comment giùm em Hằng chữ kỷ niệm đi. Ờ mấy chị, tặng 20.000 năm bộ mong được tặng cho một lần cho biết với người ta hả? Mà không có chia sẻ rồi chị Ngọc Linh ơi. Chị Ngọc Linh 9785, trời ơi tội nghiệp chị không, mong được tặng một lần cho biết với người ta mà không có chia sẻ. Rồi em Hằng xin tặng một chị 2 bộ 20.000. Một chị 2 bộ 20.000 nha. Bây giờ tiếp theo đi, một bộ một chị nữa đi chồng, một chị 5 bộ nữa đi. Linh Yến 5 bộ. Rồi Linh Yến 2193 đuôi là 5 chị nữa hả? Ừ. Rồi bây giờ 6 chị nè. Rồi 2 bộ 20 kỷ niệm, 2 bộ 20 một bộ đuôi tròn. Rồi comment lại giùm bác Hằng nha, kỷ niệm giùm bác Hằng. Kỷ niệm là 2 bộ nha mấy trời. Kỷ niệm thì được 2 bộ, bác Hằng chia ra nữa được mười mấy chị nữa nè. Rồi kỷ niệm liền giùm em Hằng. Kỷ niệm nha. Ui là trời, đây. Kỷ niệm giùm em nha mấy chị, 2 bộ 20, trời rất là nhiều chị comment kỷ niệm mà không cho số điện thoại mấy bà ơi. Kỷ niệm 2 bộ 20 kèm hàng số điện thoại giùm em. Rồi chồng thấy ghim ai chia sẻ nhiều chồng tặng đi. Rồi khỏi lết phần mềm cũng được nữa, chồng thấy ai có chia sẻ. Cái phần kỷ niệm này bé Hằng không lết phần mềm nha. Cái phần kỷ niệm này bé Hằng không lót phần mềm mà em Hằng thấy ở trên cái bài like này, chị nào comment nhiều nhất, nhiệt tình nhiều nhất ha. Hả mấy chị? Rồi, kỷ niệm 2 bộ 20 cho chị Nguyễn Phương nè. Nguyễn Phương, một chị này chắc khách mới quá. Nguyễn Phương 54353. Trả lời giùm em nha, cái này em Hằng sẽ tự tặng mấy chị kỷ niệm. Là em Hằng tự tặng, em Hằng không lót phần mềm nha. Rồi Nguyễn Phương nè. Hai bộ, trời bà Minh Trang Nguyễn Lê hôm nay bà không chia sẻ ta. Rồi bà đó bình thường vô chia sẻ mà nó không chia sẻ. Rồi kỷ niệm cho chị Nguyễn Phương nè. 4353 đuôi, có trên like comment giùm em Hằng cái chữ có chị ơi. Rồi tiếp theo kỷ niệm 2 bộ 20 nữa giùm em Hằng. Rồi. Kỷ niệm giùm em Hằng 2 bộ 20, dạ bộ em Hằng đang bận, em Hằng có bán luôn. Bộ em Hằng đang bận có vài chục bộ, bán Hằng lên bán liền luôn mấy chị ơi. Rồi. Kỷ niệm tiếp theo 2 bộ 20 giùm em Hằng. Đây. Chị ơi, gì qua này chị Nguyễn Phương, trả lời giùm em nha chị nha, em Hằng tự tặng. Em Hằng thấy comment của ai thiệt là nhiều ở trên livestream bé Hằng là bé Hằng tặng liền nha mọi người nha. Rồi, kỷ niệm liền giùm em Hằng 2 bộ 20. Trời ơi, một bộ lửng đỏ. Một bộ lửng đỏ với một bộ cổ tròn. Size đồ là từ 40 đến 60 kg mình bận vừa nha. 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm Hằng. Rồi kỷ niệm 2 bộ 20 cho chị nào có chia sẻ like đồng khách cũ đi chồng. Chị Nguyễn Phương khách mới rồi nè, có trả lời em chưa? Chị Nguyễn Phương. Nguyễn Phương 4353. Có trả lời em chưa trời? Rồi. Rồi hôm nay khách cũ quá trời, mấy bạn khách cũ hôm nay không chia sẻ livestream gì em trơn à. Rồi, kỷ niệm giùm em Hằng. Tiếp theo giùm em Hằng. Chị thứ hai nha, khách cũ đi, bây giờ là khách cũ đi ha, khách cũ. Rồi kỷ niệm giùm em Hằng. Kỷ niệm 2 bộ 20. Khách cũ đi chồng, rồi tiếp theo tới khách mới nữa nè. Rồi kỷ niệm liền giùm em Hằng. 2 bộ 20, một bộ gấm với một bộ đùi. Trời ơi, một bộ gấm nữa nè mấy chị ơi. Ai chưa chia sẻ anh chia sẻ giùm em Hằng. Rồi khách cũ đi, anh thấy ai khách cũ? Không thấy ai à? Trời ơi, khách cũ mà hôm nay không chia sẻ. Trời ơi là trời mấy bà. Rồi, không chia sẻ thì tặng đại khách mới đi. Rồi, kỷ niệm 2 bộ 20 cho chị Bảo Tiên đi, khách cũ nè. Rồi. Ok nha, khách cũ cho chị Bảo Tiên nè, 2 bộ 20 nay bả vô bả có chia sẻ nè. Rồi đó, cái đó cho Bảo Tiên khách cũ. Rồi. Tiếp theo giùm em mấy chị ơi, kỷ niệm 2 bộ 20 bây giờ khách mới nha. Khách mới cho mấy chị. Rồi, comment giùm em Hằng. Rồi chị Bảo Tiên nha, chị Bảo Tiên khách cũ nè. Phải không mà Bảo Tiên khách cũ nè, cũng mềm luôn nè. Rồi bây giờ khách mới cho mấy chị nha. Rồi một bộ đùi. Rồi kỷ niệm này giùm em Hằng. Hai vịt đen. Kỷ niệm 2 bộ 20 giùm em Hằng. Rồi, kỷ niệm 2 bộ 20 khách mới cho mấy chị nha. Khách mới. Rồi,
Khách mới nhớ kèm số điện thoại nha. Rồi, khách mới là nhớ kèm giùm em số điện thoại nha mấy chị ơi. Rồi, kỷ niệm liền giùm em ha. Hai bộ hai chục. Khách mới kèm giùm em hàng số điện thoại nha. Khách mới kèm hàng số điện thoại, bộ này là một bộ gấm và một bộ đỏ đùi nha. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm hàng. Kỷ niệm hai bộ hai chục. Những chị mà bé hàng tự tặng như vậy nha mấy chị. Những chị mà bé hàng tự tặng như vậy nhớ là nhắc nhân viên em hàng bỏ vô nha mấy chị ơi. Tại vì hàng bé hàng tự tặng á, hàng bé hàng tự tặng á mấy chị, là không có in trong hệ thống ra. Bé hàng tự tặng cho mấy chị. Rồi kỷ niệm hai bộ hai chục tặng giùm em. Rồi một chị nữa giùm em ơi chồng ơi. Rồi kỷ niệm giùm bé hàng luôn hai bộ hai chục. Rồi hai bộ này đẹp dữ vậy trời. Rồi kỷ niệm giùm em hàng. Dạ bộ em đang bọn em lên luôn nè. Hỏi cần đợi mấy chị hỏi đợi mấy chị hôm nay bán rẻ rề bộ này luôn. Hỏi cần mấy chị đợi lâu lắm gì hết ha. Hôm nay khỏi sale hết chồng này. Bán hàng mới giá sale luôn chồng ơi. Rồi kỷ niệm tiếp theo giùm em hàng. Hôm nay 10 chị đây. Rồi kỷ niệm khách mới luôn nữa nè. Rồi kỷ niệm hai bộ 20 kìa. Tiếp theo Kiều Bùi giùm em hàng. Rồi tiếp theo giùm em một chị nữa chồng ơi. Kỷ niệm, ôi hai bộ này dễ thương quá. Rồi kỷ niệm hai bộ 20 giùm em hàng. Rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi kỷ niệm hai bộ 20 giùm em nha mấy chị yêu dấu. Rồi kỷ niệm giùm em nha mấy chị. Hai bộ 20. Bây giờ tới khách cũ đi hả? Hồi nãy là khách mới rồi, giờ tới khách cũ đúng không mấy chị? Giờ là tới chị khách cũ đúng không? Rồi kỷ niệm giùm em hàng. Hai bộ 20 giùm em hàng. Rồi kỷ niệm hai bộ 20 giùm em hàng. Size đồ từ 40 đến 60 kiếm mình bận vừa giùm hàng. Rồi tặng giùm em chị cuối cùng đi. Rồi kỷ niệm giùm em mấy chị yêu dấu nha. Hai bộ 20 giùm hàng. Hàng chị mua đẹp ok mà không tặng. Chị ơi không có số điện thoại nè. Không có số điện thoại luôn. Rồi chị gì quên rồi. Không có số điện thoại em hàng không tặng được nè. Rồi kỷ niệm hai bộ 20. Bây giờ em hàng tặng cho khách mới đi. Kèm em xuống gọi đi. Chị nào có logo người chia sẻ em hàng tặng nha. Có logo người chia sẻ em hàng tặng. Rồi kỷ niệm hai bộ 20 lên luôn. Hôm nay quá trời đồ đẹp vậy luôn hả trời. Hôm nay bao la hàng đẹp luôn mọi người ơi. Rồi lên đi kỷ niệm hai bộ 20 kìa. Tặng giùm em chị cuối cùng đi. Rồi trời ơi cả đống chị không chia sẻ luôn mấy chị. Không có chia sẻ livestream giùm bé hàng luôn á. Trưa hôm nay bé hàng sẽ bán bộ này không lợi nhuận cho mấy chị đi. Rồi rồi ok chị Đặng Thị Nga nè. Chắc khách mới quá ha. Kỷ niệm hai bộ 20 cho chị Đặng Thị Nga. Đặng Thị Nga nha chị yêu. Trời ơi mấy chị ơi cái lớp lưới nè bé hàng nè. Ôi cái lớp lưới nha mấy chị ơi. Ngay đây là lớp lưới nha mấy chị. Rất là sang luôn. Ôi coi nè. Bộ đồ này mấy chị sẽ mua 200-300 ngàn. Bây giờ vô tay bé Hằng thì giá sẽ rẻ bèo nhèo luôn. Rồi chị Đặng Thị Nga 2514. Đặng Thị Nga 2514 cho bé Hằng một cái lượt chia. Quên cho em bé Hằng một cái lượt trả lời nha. Rồi bé Hằng lên luôn. Bộ bé Hằng đang bận cho mấy chị mua về bận Tết luôn nè. Rồi mấy chị ơi size đồ nha. Trời ơi bộ bi nè mấy chị ơi. Bộ bi quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Quần dài nha mấy chị nha. Rồi 40 đến 60 kg mình bận vừa cho mấy mà. Trời ơi, cái này là 60-61 kg mình được luôn nè. 61 kg mình được luôn nè mấy chị yêu dấu đẹp quá à. Rồi bộ này comment. Trời ơi hôm nay bán rẻ luôn hả heo. Kệ đi nha mấy chị. Ôi, dạ ok mọi người ơi. Em hàng lên luôn, bộ em hàng đang bận luôn nha. Rồi, hú hồn con chim én nè. Comment mã đây giùm em là mã kiểu 1. Em hàng sẽ bán giá sỉ nha mấy chị ơi. Kiểu 1 159.000 đồng. 40 đến 60 kg mình bận vừa. Kiểu 1. Cắt giùm em hàng cái số điện thoại. 159.000 đồng thôi. Nhận hàng cho kiểm tra hàng thoải mái giùm em hàng. Rồi kiểu 1 liền giùm em mấy chị. Trời ơi nhìn cái phần chạy móc kinh phía sau nè mọi người ơi. Rồi mã này lên liền giùm bé hàng là kiểu 1 nha.
159.000 đồng. Trời ơi mấy chị ơi, đẹp lắm. Hôm nay kiểu một kèm cho mấy bạn cái số điện thoại nha, có 70 bộ đó, không có nhiều nha. 159.000. Rồi. 15 mạng. À em cảm ơn cái Lê Thị Úc Đào nha. Rồi. Rồi. Kiểu một liền giùm em. Em cảm ơn cái Lê Thị Úc Đào nha, mấy thằng vừa nhận được tiền của chế rồi đó. Rồi. Kiểu một liền giùm em mấy chị ơi. 159.000 đồng thôi. 40 đến 60 ký mình bận vừa. Rồi kiểu 1 dùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng dùm em hả. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa dùm em hả. Trời ơi nó đẹp. Rồi kiểu 1 liền dùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng dùm hả. Kiểu 1 liền dùm em nha mấy chị ơi, 159.000 đồng. Hôm nay quá là nhiều hàng đẹp luôn nha mấy chị. Đó, kiểu 1 liền dùm em hả. 159.000 đồng dùm hàng. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa. Kỷ niệm em hàng không chốt nữa, đừng ai lên mã kỷ niệm nữa. Rồi mã này em là mã kiểu 1. Rồi 159.000 đồng dùm em hàng. Kiểu 1 159.000 đồng. Kệ đi bán không lợi nhuận cho mấy chị nha. Trời ơi coi nè, mango đuổi lệ 1 với mấy chị yêu dấu nha. Rồi comment giùm em mấy chị yêu dấu nha. 100 người mới tặng được một người vậy chị ơi. Trên livestream á chị. Trên livestream bác Hằng đã tặng 13 chị á chị. Chứ bây giờ chẳng lẽ 1.000 chị em Hằng tặng hết 1.000 chị. Chị nào muốn em Hằng tặng 1.000 chị và hỗ trợ tiền cho em đi. Hỗ trợ tiền thêm vốn cho em đi, em tặng mỗi live em Hằng tặng 1.000 chị cho nha. 1m6 bao thoải mái giùm em luôn mấy chị ơi nha. Rồi kiểu 1 mấy chị cũng thông cảm giùm bác Hằng. Bác Hằng cũng xuất vốn ra mình buôn bán. Mấy chị tặng mười mấy chị á mấy chị. Tặng mười mấy chị là bác Hằng đã lỗ rồi mấy chị. Đó rồi comment giùm em Hằng. Còn chị nào mà muốn em Hằng 1.000 chị, tặng hết 1.000 chị thì cứ một like vô bổ sung cho em Hằng 100 triệu. Em Hằng tặng hết mấy chị. Rồi áo rồi mấy chị ơi, cái này là bộ mà. Bộ mà. Chứ bây giờ em Hằng cũng phải cần vốn để em Hằng bán. Em Hằng đâu phải là em Hằng đã tặng một like như vậy là bác Hằng đã lỗ 500-600 ngàn đồng. Mà bán có 20.000 đồng, tặng mười mấy chị là lỗ mấy triệu của người ta rồi. Rồi kiểu 1 liền dùm em Hằng. Rồi kiểu 1 dùm em Hằng. Còn chị nào mà muốn em Hằng mà tặng hết một like rồi qua kiểu 1 đi hết đúng không. Một áo rồi nha mấy chị, bộ nha, bộ nè. Trời ơi bộ mọi người ơi. Đây mấy chị nhìn nè, rất là đẹp giùm hàng. 159.000 đồng giùm em hàng. Rồi kiểu 1 159.000 đồng giùm hàng. Rồi lên lẹ giùm em hàng. Kiểu 2 luôn. Kiểu 2 trời ơi nó đẹp nhất nát nữa nè mấy chế ơi. Rồi 40 đến 60 ký mình bận vừa. Chị nào mà 60 mấy ký thì mình phải cao. Ui là trời. Kiểu 2 mấy chế yêu dấu nha. Tặng hết cho mọi người thì chỉ có nước bạn xíu. Thiệt sự mấy chị ơi. Rồi lên em Hằng là kiểu 2. Chị nào kiểu mình nghe mà mình kiểu mình nói chung là mình không có hiểu. Mình không có hiểu mấy chị. Bắt một like mà phải bắt người ta tặng hết cho mấy chị luôn. Rồi kiểu trời ơi cái áo thôi cũng rất là đẹp nè mấy chị ơi. Rồi kiểu 2. Trời ơi mấy chị ơi. Trời ơi cái áo thôi mình bận áo kiểu cũng rất là đẹp luôn hả mấy chị. Form áo nè. Rồi comment liền dùm em Hằng là kiểu 2 liền dùm em Hằng. 100 kệ đi bán luôn 159.000 hả heo. Rồi kiểu 2 liền dùm em nha mấy chị nha. 159.000 đồng. Nghe kỹ giá dùm em Hằng. Trời ơi coi nè. Trời ơi kiểu 2 liền dùm bé Hằng. Kệ đi nha mấy chị ơi, hôm nay chị em nào được mua giá siêu rẻ thì mình vô mình chốt, đừng comment chốt đen. Mã này nhà em Hằng là kiểu 2. 159.000 đồng. Trời ơi mấy chị ơi. 40 đến 60 ký mình bận người em Hằng. Rồi. Rồi. Kiểu 2 là giùm em. 40 đến 60 ký mình bận vừa mấy chị. Kiểu 2 giùm em Hằng. Trời ơi nó đẹp quá. Trời ơi mấy chế ơi, nó nhức cái nách mấy chị ơi. Kiểu 2, 159.000 đồng. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa giùm mấy Hằng. Rồi, đây mấy chị ơi. Kiểu 2 thì giùm em mấy chị ơi. Trời ơi 159.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi, nó quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Size đồ là từ 40 đến 60 ký mình bận vừa.
mango đuổi cao cấp giùm em à. Trời ơi coi nè. Đây mấy chị, nhìn nè mấy chị, nhà em hàng cho mây nè. Ờ. Đang đỏ thì kia mấy chị. Rồi, kiểu 2 liền giùm bác hàng mấy chị ơi. 159.000 đồng kèm giùm hàng số điện thoại. Kiểu 2, trời ơi cái form quần nè, nhức cái nách chưa trời. Kiểu 2 liền giùm em hàng 159.000 đồng. Dạ chị ơi, quần em bận dài, thân thang như vậy hỏi quần tới đâu. Chị ơi quần dài mấy chị ơi. Rồi, kiểu 2 liền giùm em hàng. Rồi. Kiểu 2 liền giùm em hàng 159.000 đồng giùm hàng. Kiểu 1, kiểu 2 rồi, kiểu Nguyễn. Rồi, kiểu 2 liền giùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng giùm hàng. Từ 40 đến 60 kg là mình bận vừa đồ shop em hàng nha. Rồi. Chị Nguyễn Thị Hạc em. Hello chế, hôm nay vô mua chế ơi, quá đẹp luôn chế ơi. Rồi, kiểu 2 liền giùm em hàng, 159.000 đồng giùm hàng. Kiểu 2 liền giùm bác hàng nha mấy chị, 159.000 đồng giùm hàng. Trời ơi, tối nay bác hàng like mấy mã này mấy bà muốn kịp đâu. Thiệt sự với mọi người luôn. Rồi, quần ống bình thường chị ơi, không có rộng chị ơi. Rồi, kiểu 2 liền hàng. Quần ống bình thường mấy chị ơi. Rồi, comment liền giùm hàng. Kiểu 2 liền giùm em mấy chị, 159.000 đồng giùm hàng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hàng. Rồi, kiểu 2 giùm em hàng. Rồi, 159.000 đồng hàng. Rồi, kiểu 2 liền giùm em mấy chị ơi, 159.000 đồng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Ô là trời. Kiểu 2 liền giùm em mấy chị, 159.000 đồng. Dạ mọi người ơi, hôm nay nói đẹp chung Nguyễn. Là rất là nhiều hàng đẹp luôn. Đẹp lắm bà thiệt Nguyễn ơi. Kiểu 2 liền giùm bé hàng nha, 159.000 đồng giùm em hà. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hà. Rồi, thấy gì ở đâu? Chung đó luôn á. Này lưỡi đúng hả? Đẹp dữ vậy trời. Chị nhận được hàng rồi em. Nó đẹp, nó ưng ý gì đâu. Em cảm ơn chế yêu nha. Rồi lên em hàng là kiểu 3. Ôi mấy chế ơi. Ô là trời, cái này em hàng sẽ xí một bộ. Kiểu 2 chị Hồ Thị Hồng Hồng. Ui em xí một bộ Nguyễn đây mấy chị Lên. Em sẽ xí bộ này để chị dành Lan bộ liền. Nè bà thiệt Nguyễn lấy bộ này luôn đi bà thiệt Nguyễn ơi. Với chế gì nè. Thi tiết mai đào hả? Trời ơi Nguyễn Mươi. Thôi nè nhìn nó ốm chưa kìa. Trời ơi mấy chế ơi. Kiểu 3 liền giùm bé hàng nha. Kiểu 2 chị Trần Nhây. 159.000 đồng. Trời ơi. Mấy chế ơi. Kiểu 3 liền giùm em mấy chế. Ôi cái này không kiểu có bây giờ tao gót thôi. Mấy chị nhìn rõ chưa mọi người? Nhìn rõ cái ống quần cho mấy chị đó. Em hàng không may cái ống quần quá nhỏ. Em hàng không có may cái ống quần quá nhỏ. Chị nào nếu mình về mình thích nhỏ thì mình cứ bóp vô giùm hàng cái ống nhỏ lại ha. Rồi kiểu 3 đi giùm em hàng. Ôi mấy chị ơi, nhiêu tiền mấy chị? Bình thường mình mua chỗ khác 270-280 ngàn. Mua shop em hàng bao nhiêu tiền? 159.000 đồng tại livestream này, duy nhất tại livestream này thôi nha. Qua nữa là em hàng tối nay bé hàng không có bán giá này nha. Buổi trưa này do bé hàng lên trễ bé hàng bán như vậy thôi, tối nay em hàng không có bán giá này. Rồi chốt đơn kiểu 3. Kiểu 3 chị Thu Nhân chưa? Rồi. Lâm mà. Rồi. Nguyễn Thị Bảo Trân. Nha, em hàng bán giờ này Trang, thôi Nguyễn rồi. Lê, chị Cô Ca. Rồi. Quỳnh Eo Ly. Rồi. Chị Lê Thảo. Rồi. Long Nguyễn. Rồi. Anh Thư Giang. Rồi. Yên Uyên. 40 đến 60 kg mình bận vừa như thế này. Rồi. Nguyễn Quang. Đẹp quá mấy chế ơi, đẹp quá. Ngăn đặng lên xuống hỏi rồi. Em nha. Nhanh kiểu lên. 3 này giùm em hả? Chào Nguyễn. 159.000 đồng nữa em. Rồi. Trúc Linh Lê Thị. Đẹp quá mấy chế ơi. Nguyễn. Anh Lê kiểu 2. Rồi, cái bà Trúc Linh Lê Thị đó, bà đợi em hàng đồ kiểu từ bữa giờ. 159.000 đồng. Rồi. 159.000 đồng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Chị Nguyễn Hoàng. Mãi đây còn bên giùm em hàng là nha. Kiểu 3 nha. Chị Bách rồi, Hoàng. Rồi. 159.000 đồng hả mấy chị? Trời ơi. Trang Đỗ. Cô Nguyễn. Trời ơi nó đẹp. Anh Thư Giang. Rồi. Mai Trần. 159.000 đồng. Rồi. Giang Thu. Rồi. Kiểu 3 thì giùm bé nào. Rồi. 159.000 đồng giùm hàng. 40 đến 60 kg mình bận vừa. Rồi. Đây. Rồi. Đẹp xỉu nè, bà Bảo Tiên lấy này bận đi. Đẹp sang chảnh cực kỳ nè. Lê Thị Hỷ. Ôi ôi. Kem cu. Ôi ôi. Cái phơm quần nè mấy chị ơi.
Trời ơi, đằng trước nè mấy chị. Trời ơi, kiểu 3 liền dùm đó à. 159.000 đồng dùm em ha. 159.000 đồng dùm em ha. Kiểu 3 liền dùm em mấy chị ơi. 159.000 đồng dùm em ha. Trời ơi, cái vôm đồ nè. Đẹp nhất nách luôn nha. Rồi, 159.000 đồng dùm em ha. Size đồ từ 40 đến 60 ký mình mặn vừa em ha. Rồi. 40 đến 60 ký mình mặn vừa, kiểu 3 kèm cho Hoàng số điện thoại nha mấy chị nha, hết luôn rồi. Rồi. Kiểu 3 kèm cho mấy Hoàng cái số điện thoại nha mấy chị ơi, chị em nào chưa chia sẻ. Rồi em lên cái kiểu 4 nữa cái người qua ha chồng. Rồi em lên một mã nữa cho mấy chị qua nè. Rồi. Ôi ơi, gu sang chảnh nha. Chết nữa, chẳng lẽ xí nữa trời. Rồi, comment liền em ha. Dạ chị ơi, em nói bao vừa. Chị Nhi Nguyễn. Bao vừa nha chị, tại vì cái phun này bác Hằng cho làm phun bự cho mấy chị mua bạn hết thiệt sự luôn. Cái phun này nó phun bự. Cái phun này là em Hằng cho làm phun bự. Phun này tốn vải nhẹ màng hơn nữa, em Hằng may ra tới 2 mét mấy vải lận. 2 mét mấy vải lận nè. Rồi comment giùm Hằng là kiểu 4 nè. U là trời. Trời ơi. Trời ơi, coi cái màu nè mấy chị ơi. Nó rất là tây luôn chưa mấy chị. Trời ơi coi nè anh, nó trắng nè anh. Rồi lên giùm em Hằng là kiểu 4 sang quá anh ơi. Trời ơi mấy chị ơi, cái này mình mua ngoài thị trường 260-270 ngàn đó. Mua nhà em Hằng bao nhiêu? Cái toàn quát 30 ngàn. 159 ngàn đồng. Miễn phí ship nha. Nhà em Hằng bán hàng không có miễn phí ship mấy chị ơi, có 159 ngàn đồng mà. Trời ơi, một bộ đồ kiểu có 159 ngàn đồng mà mấy chị ơi. Không miễn phí ship giùm em Hằng. Trời ơi coi cái eo nè. Trời ơi, u là trời. Kiểu 4 kèm dùm em Hằng cái số điện thoại. Trời ơi mấy chị ơi, kiểu 4 liền dùm em Hằng. Quá là đẹp luôn. 159.000 đồng liền dùm em Hằng. Rồi kiểu 4 chốt đơn nha Hằng, ít nha mấy chị ơi. Kiểu 4 cho chị Trung Khả Hăng. Rồi. Thu Nhân Trương. Rồi. Ngọc Mai Bích. Rồi. 159 ngàn đồng dùm Hằng. Jerry V, Thi Kim. Ôi. Kiểu 4, kiểu 4 kiểu 5 kiểu chị Dư An ơi. Rồi, kiểu 4, kiểu 4 dùm em mấy chị ơi. Rồi. Chị Kim Yến. Rồi. 159.000 đồng dùm Hằng. Chị Ngân Phương. Trúc Phi Long. Rồi. 159.000 đồng dùm Hằng. Rồi. Kiểu 4 thì dùm em mấy chị ơi. 159.000 đồng dùm Hằng. Từ 40 đến 60 kiếm mình luôn. Mấy nhiều trò có rồi chị. Rồi Mỹ nhiều trò có nha chị ơi. Trò qua giải lụa mango á chị. Rồi sao chị? Em vô em lựa được không? Không, em không có không, không bán. Emily Võ, Dung Nguyễn, rồi. Nguyễn Tiền, Phan rồi. Thảo, Kem Cô, Mai Bạch, Nha Nguyễn, rồi. Tô Phượng, Dung Nguyễn. Rồi. Trời ơi, phải lựa mango chị. Không có gì hết. Xếp toàn quốc 30 ngày mấy chị ơi. Trần đúng rồi chị, đỏ, kiểu này bác Hằng cho mày phơm chỉ có mã này nha, mã này nha. Tại vì có nhiều chị nói là bác Hằng ơi, chị 55, chị 57, chị 58 mà chị lùn, chị 60, chị 61 mà chị không có cao. Mấy bộ kia đẹp ghê luôn, chị mặc hơi chọt. Ủa mấy chị đây nè. Em Hằng cho phơm lớn hơn bình thường luôn, em Hằng tốn vải hơn mà em Hằng bán tặng mấy chị nữa mấy chị. Rồi, comment giùm em Hằng. Ờ mấy chị yêu dấu nha, đó mấy chị. Rồi. Ờ. Bên vô hàng mà trễ em về. Ông giao lại nhà giữa đầu cho em trả thêm ship mọi người thiệt sự mấy chị ơi. Mua hàng mà mọi người phái cái gì miễn ship mệt lắm mấy chị ơi. Rồi, comment giùm em hàng là kiểu 4 đúng không? Ừ. Kiểu 4 giùm em mấy chị. 159.000 đồng giùm em hàng. Rồi lại nè. Lại nè. Tốc độ nè. Chị Võ Nguyễn thì chút lên. Rồi. Trời ơi mấy chế ơi. 40 đến 60 nè. Trời ơi. Anh à. Nhất cái nách vậy anh. Rồi mấy chế ơi. Mấy chế à. Lên lại giùm bác Hằng nha mấy chế ơi. Mấy chế à. Trời ơi. Rồi. Comment liền giùm em Hằng. Kiểu 5. Kiểu 5. Trời ơi khách ơi. Chốt lẹ khách ơi.
Trời ơi, nói sang nhất cái nách đóng thùng cái này nữa thì bao đẹp luôn. Kiểu năm này em hàng bán mấy chế? Thôi 155.000 thôi. Ôi trời ơi là trời, kiểu năm liền dùm em ý chị ơi. Một đợt em được đổ môi, em được đổ môi, em đổ môi một cái đợt rồi, kiểu năm liền dùm em ý chị ơi. 155.000 đồng vài bộ thôi nha mấy chị ơi. Trời ơi kiểu năm 155.000 đồng. Trời ơi nội cái áo sơ mi không á mấy chị, nội cái áo sơ mi không dư shop bán với bà 155.000 đồng. Kiểu năm lại dùm em hàng nha, không có số lượng nhiều mã kiểu năm nha. Kiểu năm 155.000 đồng. Trời ơi mấy chế ơi, mình muốn bận sao bận mấy chị, mình muốn thả ra ngoài cũng được nha mấy chị yêu dấu nha, thả ra ngoài cũng được dùm em hàng, muốn đóng thùng gì cũng được dùm em hàng. Rồi kiểu năm chốt đơn lại dùm em hàng. Rồi 155.000 đồng dùm em hàng. Năm cho Bảo Tiên, rồi Ngân Phương, rồi anh Ly, rồi 155.000 đồng. Trời ơi bao xuất sắc đổ mấy chị ơi. Chị Nhị Nguyễn màu riêu nha mọi người ơi. Dạ từ từ kiểu năm liền dùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng dùm hàng. Trời ơi Hoàng Long, chị hả vô hốt đi, vô hốt đi bà. Trời ơi nó sang chảnh nhất cái nách luôn, ngoan quá. Trời ơi không đẹp là không lấy tiền luôn. Soda Nguyễn kiểu 1, Thủy Tiên Tiên kiểu 5. Mẹ ơi em hằng để cái này á, em hằng để cái này đủ màu luôn. Em hằng để từ từ em lên. Rồi kiểu 5 em hằng để bận á mấy chị. Dạ dạ từ từ mấy chế ơi, từ từ chia sẻ livestream liền dùm mấy hàng đi. Rồi kiểu năm liền dùm mấy hàng ha. Kiểu năm cho chị Ngọc Linh Nguyễn Thảo, 155.000 đồng. Ô là trời mấy chế ơi, quá là rẻ thiệt sự luôn mấy chế. Nhìn nè, nhìn cái phần tay sơ mi. Em hằng mua cái bộ này nè mấy chị, em hằng mua nó là 460.000 đồng á mấy chị. Em mua 460.000 đồng, em hằng rã phơm ra mấy chị. Rồi còn mà không tiền để mua tại em làm mẹ đồ đẹp lắm, mấy chị mua ủng hộ chị Hằng đi. Cảm ơn chị yêu nha. Rồi kiểu năm liền giùm em hằng mua bộ đồ này 460.000 đồng. Về bé hằng rã phơm ra may cho mấy chị. Quần em hằng may nè, quần em hàng cho mấy chị may nè, lên nè, tuốt lên cao như vậy nè. Nè ở mấy chị, trời ơi mấy chị ơi. Nè còn quần bữa em hàng mua, trời ơi em hàng muốn khóc luôn, 400 mấy chục ngàn đồng. Rồi anh kiểu mẹ. Năm thì dùm em hàng, kiểu năm dùm em hàng để, tại vì em hàng rất là thích cái phôm vậy nè mấy chị. Nó đơn giản nha, nhưng mà rất là sang mấy chị. Nhìn hai cái túi nắp nè, hai cái túi nắp nhà em hàng nè, trời ơi mấy chị ơi. Rồi kiểu năm thì dùm mấy hàng ha, 155.000 đồng, 155.000 đồng dùm mấy hàng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa dùm mấy hàng. Rồi kiểu năm dùm mấy hàng nha. Rồi qua màu nè, qua cái này hả ta? Rồi kiểu 6. Trời ơi đây bữa bác hàng mua bộ này đây, đây mấy chế ơi. Trời ơi, trời ơi mấy chế ơi, cái này em nói thiệt với mọi người, cái này nha mấy chế, lấy cái áo ra thôi. Đi hồn nhôm kiểu năm. Rồi bây giờ lên em là kiểu 6 nha mấy chị. Cái áo mấy chế, số hộ giùm em nha mấy chị ơi. Cái áo mấy chế, mấy chế kiểu 6 liền giùm mấy hàng. Cái áo á, cái áo mấy chế bận làm sơ mi thôi, em nói cũng nhức cái nách nữa. Cái áo bận sơ mi thôi 155.000 đồng. Mà lấy cái áo thôi cũng rất là rẻ, vướng cái tay em vậy ta. Kiểu 6 liền dùm em hàng. Kiểu 6 lại dùm em đi mấy chị. Dướng cái tem vô nút áo rồi để mấy hàng thay ra rồi. 40 đến 60 kg mình bận vừa. Trời ơi mấy chị ơi, hôm nay đồ kiểu hôm nay rất là xịn sò này vô nha. Kiểu 6 liền dùm em. Trời ơi, ô là trời, ô là la mấy chế ơi. Kiểu 6 liền dùm em hàng, 155.000 đồng dùm em à. Rồi mà ủa kiểu 6 đúng không chồng? Rồi kiểu 6 liền dùm em mấy chế ơi, 155.000 đồng. Trời ơi, trời ơi cái này nè mấy bà, mấy bà làm đủ kiểu cho em hả, đủ kiểu. Bộ đồ này không nhất thiết mấy chị phải bận thành một kiểu đâu nha mấy chị nha.
Bộ này mấy chỗ nó sang nè. Trời ơi mấy chị ơi, bộ đồ này em nói mấy chị không nhất thiết chỉ mặc một kiểu đóng thùng đâu ha. Mấy chị muốn bận hình kiểu nào mấy bạn mấy chị bận. Ơi đưa chị đôi giày của chị đi, đôi bót của chị có đây không? Chị Sáu, chị Nguyễn, Yến Nguyễn, chị Duyên Nguyễn. Rồi kiểu Sáu thì giùm em hả? Chị Thiên Thư. Thư Thư. Ôi mấy chị ơi. Thảo Uẩn Nguyễn. Chị ơi. Trinh Đỗ. 155.000 đồng. Lâm Mặn. Kiểu Sáu thì giùm em hả? 155.000 đồng em hả? Rồi 155.000 ở trong buổi vậy luôn hả trời. Thiệt sợ luôn ấy chị. Con Khi. Kiểu Sáu thì giùm em hả? 155.000 đồng. Nguyễn. Hôm nay em lên trễ nè. Chị bé cua lên số hội giùm em nha. Em lên trễ nè mọi người, xích ra ngoài. Đây mấy chị ơi, tại vì bé Hằng lên trễ á mọi người, cho nên là bé Hằng bán giá 155.000 đồng. Nguyễn Quanh. Cho mấy chị mua. Chị bé cua. Rồi kiểu Sáu thì giùm em hả? Rồi 155.000 đồng giùm hả? Trời ơi mấy chế ơi, túi quần nha, rất là sâu cho bé Hằng luôn nha mấy chị, nhìn nè. Ủa mấy chị, rồi 40-60kg mình bận vừa dùm em hà. Rồi kiểu 6-2 nha mọi người, hết này đúng không em? Tốc độ liền dùm em hàng nha mấy chị ơi, tốc độ nha. 155.000 đồng dùm em hà. Từ 40-60kg mình bận vừa dùm em hà. Trời ơi. Chị Hà Nguyễn lên xuống hỏi dùm em nha. Kiểu 6 kèm hàng số điện thoại nha. Rồi bây giờ lên cái kiểu 7, kiểu 8 nữa. Tại vì đùi ấy, bé Hằng dễ và mang giày cho mấy chị coi. Rồi lên em là kiểu 7 nè, em mấy chị nhìn thấy không? Đây mấy chị, đây là một cái cọc em Hằng mới lấy ra nè. Bây giờ bé Hằng lấy đại bộ đồ này, bé Hằng bận cho mấy chị coi luôn ha. Để mấy chị nói trời ơi em bận. Có nhiều chế mọi người, thiệt sự luôn. Trời ơi tự nhiên mang giày vô nhìn nó cao lên dữ vậy. Kiểu 7 đúng không? Trời ơi chết rồi, em để màu này nữa anh ơi. Trời ơi mấy chế ơi, mấy chế à, đây em Hằng bận trước cái áo đi ha, bận trước cái áo cho mấy chế coi phơm. Trời ơi kiểu 7, trời ơi cái màu này, cái này kiểu gì, kiểu 7 đúng không? Trời ơi là trời, kiểu 7 liền giùm em. Trời ơi cái áo thôi mấy chị, cái áo em nói mấy chế bận rồi thôi, cái áo mấy chế bận rồi với quần jean với gì thôi cũng đẹp nữa mấy chị yêu dấu. Hỏi cần mà mình bận nguyên bộ nè đó nha mấy chị yêu dấu. Thôi quần dài liền từ từ giùm em. Rồi kiểu 7 thì giùm em hà, 155.000 đồng giùm em hà. Phải vậy chị Nguyễn, Yến Nguyễn, chị Nguyễn Nguyễn. Rồi trời ơi, rồi cái phom quần nè em Hằng bận vô nè. Rồi kiểu 7 thì giùm em Hằng ha, 155.000 đồng giùm em ha. Trời ơi coi cái màu vàng nè chồng, trời nó trắng da nhức cái nách luôn mấy chị ơi. Trời bận cái bộ này sao nhìn ốm dữ vậy ta, đẹp dữ vậy ta. Rồi kiểu 7 liền giùm em nha mấy chị, 155.000 đồng giùm em ha. Đây là form khi mà mình bỏ ra ngoài nha mọi người. Kiểu 7 chị Quỳnh Trà. Sang chảnh cực kỳ luôn mấy chị yêu dấu. Kiểu 7 liền giùm bé Hằng, 155.000 đồng. Màu này hơi bị sang nha mọi người nha. Nè mấy chế nhìn nha, nhìn cái phần tay áo nha mọi người. Rồi kiểu 7 liền giùm em Hằng, 155.000 đồng giùm Hằng. Từ 40-60kg mình bận vừa giùm em Hằng ha. Rồi chế em nào chốt kiểu 7 em là kiểu 7 giùm Hằng. Nguyễn Thị Lan. Rồi đẹp không chịu nổi luôn hả mấy chị? Nè mấy chị, mọi người nhìn nè mọi người. Em Hằng cho mấy chị nè, quần phía trước nha là lưng kiểu giùm em Hằng ha. Phía trước lưng kiểu, phía sau lưng thun nè. Cho mình dễ bận nha mấy chị nha, thiệt sự với mấy chị luôn. Hàng này mấy chị mua kiểu 7 thì giùm em nha mấy chị ơi, 155.000 đồng giùm em nha. Rồi kiểu 7, kiểu 7 giùm em Hằng 155.000 đồng. Trời ơi, lẹ đi đằng bé Hằng qua quần dài. Đó mấy chị nè, đó mấy chị phom nè. Trời ơi kiểu 7 liền giùm em hà, 155.000 đồng giùm hà. Từ 40-60kg mình bận vừa giùm em hà, 40-60kg là mình bận đẹp nha em Hằng nha mấy chị nha. Rồi 40-60kg là mình bận đẹp, chị em nào sẵn lên luôn ha. Rồi
kiểu 7 giùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng giùm ha. 7 chị Thu Nguyễn. Rồi, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm ha. Rồi kiểu 7 giùm em ha. 155.000 đồng thôi. Rồi kiểu 7 giùm em mấy chị, 155.000 đồng giùm ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Rồi em hàng lên một cái đùi nữa là mình qua lại dài nha mọi người. Rồi, chị yêu nào chưa chia sẻ nhanh chia sẻ livestream giùm đó ha. Rồi bé hàng qua một cái kiểu 8 luôn. Ô là trời. Trời ơi. Chết rồi, xí nữa. Xí nữa mấy trái ơi, Tết năm nay là bé hàng đỡ tốn tiền rồi mấy trái. Bình thường mỗi năm á. Bình thường mỗi năm á là tới Tết một cái á. Bình thường mỗi năm em hàng là thiệt sự với mọi người, em hàng không có thích lên mà cái này cái kia đâu lên tùm lum mấy chị đổi tới đổi lui, nhưng mà em lên về cho mấy chị có nhiều sự lựa chọn. Kiểu 8 liền giùm bé Hằng, 155.000 đồng. Bình thường mọi năm Tết là bé Hằng không trên dưới mười mấy triệu tiền Tết đâu. Mặc dù là mua vậy không có đi đâu á, không trên dưới mười mấy triệu tiền đồ Tết. Đâu đi em lại lấy. Rồi hả? Kiểu 8 giùm em Hằng. Kiểu 8 chốt đơn nha mấy chị ơi, ít nha. Rồi, kiểu 8. Nguyễn, Nguyễn, rồi, Trinh Nguyễn, rồi. Tú Kiều. Rồi, rồi. Nguyễn, Nguyễn. Rồi. Kiểu 8 liền giùm em mấy chị ơi. 155.000 đồng giùm hàng, trời ơi. Trời ơi. Bộ gì sang chảnh dữ vậy trời. Kiểu 8 liền giùm em mấy trái ơi, 155.000 đồng giùm hàng. Từ 40 đến 60 kiểu mình vừa giùm em hàng. Rồi. Kiểu 8 liền giùm em mấy chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, 155.000 đồng giùm hàng. 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ha. Kiểu 8 liền giùm em ha. Tình yêu mãi mãi lên số điện thoại giùm em nha. Ôi, chị Ngọc Hoa Nguyễn. Ờ, cái này là bận như vậy là nhứt cái nách nè. 155.000 đồng. Nhứt cái nách nè mấy chế. Nhứt cái nách nè. Chị Lê Thị Tiết. Trời ơi. Kiểu Liệu 8 liền giùm em ha. 155.000 đồng. Trời ơi, mấy chế ơi. Thu. Trời ơi mấy chế. Chị Duyên Nguyễn, chị Kiên Phạm 6 và 8, chị Hồng Dung, chị Dương Văn. Trời ơi mấy chế ơi, rất là xinh xắn. Chị Hiền Lê kiểu 7. Kiểu 8 thì giùm em hà. 155.000 đồng. Còn qua nha mấy chị ơi. Rồi kiểu 8, trời ơi. Chị cũng sang nữa mấy chị. Đào Dương. Mọi người ơi, mình có thể bận như vậy luôn nữa nè. Đó. Mấy chị có thể bận một cái áo ra ở bên trong giống em hàng ha. Rồi mình không cần cài nút gì hết, mình bận như vậy cho em hả. Trời ơi mấy chị ơi. Mua bộ đồ này là quá trời luôn mấy chị. Thủy Nguyệt và Thủy Nguyễn lên số hỏi giùm em. Mãi dài hả, đây em mua dài nè. Mãi kìa mấy số hỏi giùm em hả. Kiểu 8 giùm em hả. Rồi kiểu 8 giùm em hả. Kiểu 8 khoảng cách kìa mấy số hỏi giùm em hả. Rồi kiểu 8 kìa mấy hàng số hỏi nha. Chế thích quần dài đúng không? Em lên tới quần dài cho mọi người mua. Rồi lên giùm đó hàng là kiểu 9. Trời ơi, 165.000 đồng vậy em ha. Rồi, đây mấy chế ơi. Chú Tám chị Nguyễn Mai, chị Trang Dương. Trời ơi, coi nè, nhất cái nách nè Phan. Ủa vậy hả? Trời ơi. Chị Lan Lan. Ôi chồng ơi, quá là sang luôn chồng ơi. Hôm nay bé Hằng đuối cho nên bé Hằng like chắc tới kiểu 15 thôi nha mọi người. Bé Hằng đuối cho nên bé Hằng sẽ like chắc tới kiểu 15 thôi. Ờ, chắc tới kiểu 15 thôi nha. Rồi, kiểu này em là kiểu 9, 165.000 đồng. Ôi, kiểu 9 liền dùm bé Hằng. 165, trời cái form này nó quá là chuẩn đét luôn mấy chị ơi. Rồi, kiểu 9 liền dùm em mấy chị ơi. Dạ đúng rồi mấy chị ơi, chị trong nào mua like trên một like á. Chị nào mua hàng trong một like này nha mấy chị. Chị nào mua hàng trong một like này là bên em hàng để cho mấy chị dồn đơn nha mấy chị. Rồi kiểu 9. Rồi nó sang nhúc nách. Kiểu 9 thì giùm em hàng 165.000 đồng giùm hàng. Mãi đây lên giùm em hàng là kiểu 9 nha mọi người ạ. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Kiểu 8 là 155. Rồi kiểu 9 thì giùm em hàng là 165. Từ 40 đến 58 kg vừa giùm em hàng. Trời ơi. Rồi kiểu 9 thì giùm em mấy chị ơi.
Tại vì nói chung buổi trưa này em Hằng đuối quá cho nên bác Hằng sẽ like kiểu nhanh tới mười mấy kiểu thôi, không like nhiều giống hôm qua nha. Để bác Hằng qua pyjama cho mọi người mua nha. Rồi, kiểu chính nè. Trời ơi, bình thường mua 200-300 ngàn. Bình thường mua 200-300 ngàn, bây giờ mua shop em Hằng có 165 ngàn đồng. Bao rẻ luôn rồi, kiểu chính chốt đơn đi chồng ơi. Rồi, kiểu chính giùm em mấy chị ơi. Kiểu chính chị Trân trả hàng. Rồi, kiểu chính giùm em mấy chị nha. Nga Nguyễn. Không có bán Dương hàng Văn. Quay lại mấy chị ơi. Nhi Nguyễn. Em Hằng bán không có quay lại mấy chị. Dung em Hằng bán đi tốt rồi mấy chị ơi. Đi tới, đi tới. Dung Lan Trắng. Rồi, kiểu chính giùm em mấy chị ơi. 165 ngàn đồng giùm Hằng. Nè mấy chị cho mấy chị coi nè. Trời ơi nó đẹp nè. 40 đến 58 ký, đổ lại mình bằng vừa, ai cao cao thì 60 nha mấy chị ơi nha. Rồi kiểu chính giùm em mấy chị ơi. Chị Thái Nguyễn. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Kiểu chính liền giùm em hả. 165 ngàn đồng. Trời ơi coi cái màu nè, trắng da cực kỳ giùm em hả. Rồi mã này em hả, kiểu chính giùm em hả nha mấy chị ghi dấu nhé. Kiểu chính giùm em hả. Hàng này là hàng để trong túi clip xịn sò giùm em nha mọi người ơi. Kiểu chính thì nhìn đó hả. Rồi 159 ngàn đồng. Ủa 165 ngàn đồng. Rồi kiểu chính 165 ngàn đồng. Đưa chị cái màu hồng nữa. Hết để hả, kiểu hết luôn rồi hả. Rồi rồi kiểu 10 liền giùm hả. Nhận được tiền chưa hàng hả. Vậy là không lẽ chị bô thiếp chuyển 3 triệu mấy. Ừ chị chuyển. Nguyễn Thị gì đó, 3 triệu mấy đó. Rồi lên lại giùm bé Hằng, kiểu 10. Kiểu chính gì Kim Yến, chị Tô Phượng. Trời ơi, kiểu 10 mấy chế ơi. 165 ngàn đồng. Trời ơi, coi nè, mấy khách nhà bé Hằng lấy liền. Kiểu 10 nha mấy chế ơi. Kiểu chính chị Kiều Trang. Ôi ơi. Kiểu chính Triều Thanh. Ôi ơi mấy chế ơi. Ôi chế. Chế gì qua rồi. Thi Đào hả. Thi Đào Ma Xê hả. Đào leo em. Chế Úc Đào. À, chế Lê Thị Úc Đào. Lên kiểu 10 nè chế. Kiểu chính 165 ngàn đồng. Kiểu 10 liền giùm em hả. Trời ơi. 165 ngàn đồng mấy chế ơi. Mời chị Trung Khả Hăng. Trời ơi. Ôi coi nè cái bộ này á mấy chị. May rất là đẹp cho em Hằng luôn mấy chị nhìn nè. May nè bên em Hằng cho chích yêu ngay chỗ đây nè mấy chị. Cái phần ngực rất là đẹp luôn mấy chị. Chị nào ha không có ngực bận lên cũng rất là xinh xắn cho em Hằng luôn. Rồi phần eo nè mọi người. Chị em nào có bụng như bé Hằng. Trời ơi mấy chị ơi, có bụng như bé Hằng là nó phẳng tiêu luôn. Rồi kiểu 10 liền giùm bé Hằng. Rồi kiểu 10 giùm em Hằng. Rồi kiểu 10 nha. 165 ngàn đồng giùm Hằng. Rồi chị Thiên Thư nè, chị Kim Yến nè, kiểu 10 liền giùm em Hằng. Rồi chị Phương An kiểu 8. Rồi này giùm em là kiểu 10 liền giùm em mấy chị ơi. Kiểu 10 lại giùm bé Hằng. Rồi kiểu 10 giùm em Hằng cho chị Như An nè, cho chị Lê Thảo nè. Kiểu 10 liền giùm em mấy chị ơi. Trời ơi mấy chế ơi, nhìn nè, nhìn cái bộ này là đẹp nhất nách nha mấy chị ơi. Không nhất nách không lấy tiền nha. Form quần nè mấy chị. Rồi kiểu 10 liền dùm em hả. Cái chị Nguyễn Hồng nè. Rồi kiểu 10 liền dùm em mấy chị ơi. 165 ngàn đồng dùm hả. Kiểu 10 liền dùm em mấy chị ơi. 165 ngàn đồng dùm hả. Rồi kiểu 10 dùm em mấy chị. Hết luôn rồi chồng. 165 ngàn đồng. Rồi, rồi kiểu 10 là giùm em mấy chị ơi. 165 ngàn đồng hết kiểu 10 luôn hả. Rồi kiểu 10 là giùm em mấy chị ơi. 165 ngàn đồng giùm em ha. Trời ơi 165 ngàn đồng giùm em ha. Rồi kiểu 10 là giùm em mấy chị ơi. 165 ngàn đồng giùm ha. Rồi bán hàng qua cái kiểu 10 luôn ha. Tại vì ít đó mấy chị. Rồi kiểu 10 là giùm hàng 165 ngàn đồng giùm hàng. 165 ngàn đồng. Chế yêu nào chưa chia sẻ nhanh chia sẻ like tim giùm hàng. Kiểu 10 này là 165 ngàn đồng giùm hàng.
Em lên cái kiểu 11 luôn đi, 165.000 đồng. Cái này em mọi cái đó trơn này kia thì còn cái bọn nhau là cũng kìa. Hồng hoa quỷ. Rồi. Trời ơi. Kiểu 11 mấy trái hồ cái này nó sang dữ vậy mấy trái. Rồi. Chị ơi, cái nào chị nào mà 48kg là bằng mấy cái vôm này đẹp lắm. 48kg rồi là mình bằng mấy cái vôm đồ này đẹp mấy chị. 48-57. 48-57 là mình bận cực kỳ đẹp. Từ 40-57 á mọi người là mình bận rất là đẹp. Dạ em có lên chứ. Rồi này là kiểu 11 phải không chồng? Trời ơi. Trời ơi mấy chị ơi, em hàng xí nữa. Bữa giờ em hàng xí. Thật sự mấy chị ơi. Rồi kiểu 11 liền dùm bé Hằng. Mấy trái nhìn cái phom đồ nhà bác Hằng May nè. Mấy trái nhìn cái túi nhà bác Hằng May nè mọi người. Cái túi May nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nhìn nè. Trời ơi cái phom quần nè. Mọi người ơi. Cái phom quần nhà em nha. Rồi kiểu 11 liền dùm em mấy chị ơi. 165.000 đồng dùm em ha. Trời ơi. Trời ơi mấy trẻ ơi, mua những bộ đồ này hả mấy chị. Xong mấy chị nhận hàng nhà bé Hằng nha. Nhận hàng nhà bé Hằng xong mấy trẻ nó trời ơi bé Hằng ơi, bình thường. Những bộ đồ này đó. Chị Duyên Nguyễn, chị Thiên Thư. Những cái bộ đồ này là chị mua toàn là 260, 270 không à. Gặp em Hằng quá rẻ luôn. Chị Chính, chị Tuyền Nguyễn. Rồi, comment dùm em Hằng. Kiểu 11 dùm em Hằng. Kiểu 11 nha. Chị nào mà 50kg mà cao 1m6 là bận y như bé Hằng nha. 50kg mà cao 1m6 thì mấy chị sẽ bận như bé Hằng nha mọi người nha. Rồi, kiểu 10. Ừ. Thái Nguyễn. Kiểu 11 dùm em Hằng. Linh Lê Thị Mây. Trời ơi. Kiểu 11 dùm em mấy chị. Rồi, kiểu 11 lần dùm em Hằng. Rồi kiểu 11 có ít nha cho nên là tốc độ lên liền đó. Kiểu 11 đến số hỏi dùm em nha. Vết để chồng lấy vết đùi nữa không. Kiểu 11 liền em. Bích Nga nó gọi giùm em mấy chị ơi. Rồi. Kiểu 11 kèm giùm mấy bạn số điện thoại giùm mấy bạn mấy chị ơi. Mua hàng kèm hàng số điện thoại đây là 165.000 đồng. Nhà em Hằng là hàng may chuẩn cao cấp cho mấy chị nha. Rồi kiểu 11 liền mấy hàng. Nga Kim, rồi Lan Trắng. Rồi. Kiểu 11 liền mấy chị ơi. Rồi. Kiểu 11 liền giùm mấy hàng. Thị Trần Đa. Thị Trần Đa chứ. Ủa cái Thị Trần Đa. Thị Trần Đa. Anh Huy Giang. Rồi kiểu 11 liền giùm em mấy chị. 165.000 đồng. 165.000 đồng giùm mấy hàng. Rồi kiểu 11 liền dùm em Hằng ha. 165.000 đồng dùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa dùm em Hằng. Rồi kiểu 11 dùm em Hằng. Trời ơi. Trời ơi. Nó xuất cái sắt luôn á mấy chị ơi. Ồ cái phần chạy móc kinh nhà em này nha mấy chị ơi. 165.000 đồng dùm em Hằng. Rồi. Tam Thanh. Kiểu 11 dùm em mấy chị. 165.000 đồng dùm em Hằng. Rồi. Chị Thái Thu. Rồi. 165.000 đồng, cái gì chồng ít hả chồng? Ừ, cái đó còn cọc nữa. Còn có nhiêu đây à. Rồi mấy chị ơi, còn có nhiêu đây nha. Rồi mấy chị. Chị Phương Du Bi. Chị Bích Nga. Kiểu 12, còn có 10 bộ nha, mã này tốc độ nha. Mã này chị nào chần chừ là mua không kịp nè. Màu đỏ mặt tết nè. Tay ngắn nữa nè. Cổ vết nữa nè. Mã này là chị nào chần chừ là mua không kịp nha. Kiểu 12, 165.000 đồng, có 10 bộ thôi. Bộ này là chế nào chần chừ là mua không kịp là không có được quyền dọn em Hằng nha. Tại vì bộ này em Hằng hết hàng rồi. Còn có 10 bộ à. Trời ơi, những cái bộ này em nói thiệt với mấy chị luôn. Về hàng hơi bị nhức cái nách nha. Hơi bị nhức cái nách nha mọi người. Kiểu 12 liền dùm bé Hằng. 165.000 đồng cho mấy chị thôi. Bao giá toàn thị trường cho mấy chị luôn. Từ cái đường may nha mấy chị ơi. Mình phải biết được là hàng á mấy chị. Ra hàng như thế nào nha. Trung Khả Hân, Lâm Mạnh, Thiên Thu, Nguyễn Hồng, Cô Đa Nguyễn. Hàng nó ra như thế nào nha mấy chị ơi. Rồi chị Trang Mai, chị Phương My, chị Lô Kích. Rồi chị Hồng Nhi. Rồi kiểu 11 chị Cần Thùy. Kiểu 12 chị Kim Yến, chị Hoa Lê. Kiểu 12 thì em hàng chị Nga Kim. Chị Kim Yến này mua nhiều lắm rồi, chuyển khoản giùm bác rồi nha. Rồi kiểu 12 hết hả chồng? Hết rồi. Rồi kiểu 12 bác hàng hết ít. Đâu là anh Bi nè.
Rồi 10 bộ nữa nè. Rồi mấy chị ơi, tiểu 13. Rồi tiểu 13 liền nữa nè. Tiểu 12 bé hết rồi. Rồi tiểu 13 u là trời nữa nè. Rồi Phương Emily hả? Kiểu 13. Kiểu 13 giùm em mấy trái ơi. Kiểu 13 lẹ nha, 165.000 đồng giùm em hả. Kiểu 12 em hằng hết từng chốt đơn nha. Rồi qua kiểu 13 nè. 13 em hằng cũng có 7 bộ thôi. Kiểu 13 với hằng cũng có chỉ có 7 bộ thôi. Chị nào trần trừ là không có hàng. À, hết hàng không được dọn em hả. Thiệt sự mấy chị ơi, 165.000 đồng. Hàng may nét, nét từng cái chi tiết hàng này mấy chị không có so sánh. Hàng em hàng bán 165.000 đồng mình không có so sánh được. Là chỗ kia bán là 100 mấy, 120, 130. Hàng này mình so sánh với hàng 300-400.000 cho em hàng. Em cho mấy chị kiểm tra hàng mà. Rồi Như An kiểu 13, Hoa Lê kiểu 13, Trang Dân kiểu 13, chị Thiên Thư kiểu 13. Hàng em hàng đến nơi em hàng cho mấy chị kiểm tra hàng. Ừ, có vải như giống con bé hàng này, nó lên livestream ồ nó nói đồ nó may kỹ, may phơm đẹp, may vải đẹp, may loại vải loại một. Ở mình phải được quyền kiểm tra hàng trước khi mình nhận mấy chị, nhìn nè. Từ cái đường kim mũi chỉ phơm đồ chất vải nhà em hàng đều sử dụng những cái gì mà tốt nhất cho mấy chị. Kiểu 13 chị Nga Kim, chị Nguyễn Kim kiểu 13 liền giùm bé hàng 165.000 đồng. Mango đuổi cao cấp ha mấy chị. Rồi kiểu 13 này dùm em hà, 165.000 đồng dùm em hà. Trời ơi cái này kiểu 13 kèm hàng số điện thoại dùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng dùm hà. Rồi kiểu 13 hết rồi, cũng không có đưa lên lại được đâu á. Ý tiếng hết rồi đó. Rồi kiểu 13 liền dùm em hà, 165.000 đồng dùm em. Rồi chị nói gì làm sao, chị Nhung Nguyễn chị nói gì vậy nè Út? Rồi kiểu 13 Ngọc Anh Nguyễn Phạm Trang. Rồi kiểu mà chị nói gì, kiểu 14 quét tay dài. Bây giờ ý là chị nói làm sao? Kiểu 14 mấy chế ơi, 165.000 đồng nè, 15 bộ nè. Trời ơi, cái áo thôi mấy chị ơi, nhất cái nách, cái áo thôi nha mấy chị, nhìn nè. Kiểu 14 liền giùm em nha mấy chị ơi. Rồi 165.000 đồng. Bộ này lên giùm em hằng là kiểu 14 liền giùm em mấy chị. Rồi Nguyễn Thảo kiểu 13, kiểu 14 cho chị Lê Thảo. Đây mấy chị ơi, kiểu 14 này là dạng vest hai bên như vậy giùm em nha. Hai bên có 4 cái nút. Ở đây có 2 túi hộp giùm em luôn. Trời ơi, y như mình đang đeo đai luôn á mọi người. Thảo cái eo nè mấy chị. Rồi kiểu 14 giùm em hà, Lê Thảo Thiên Thư nè. Cái này em hằng có 15 bộ thôi, 15 con thôi mấy chị ơi. Tốc độ em hằng chị Thu Quỳnh. Rồi kiểu 14 thì giùm em hằng 165.000 đồng giùm em hằng. Nhanh đi đùi đẹp tuyệt vời nè. Kiểu 14 thì giùm em mấy chị 165.000 đồng. Rồi chị Thiệt Nguyễn cho chị Cô Ca. Đẹp lắm bà Thiệt Nguyễn ơi. Rồi cái đó gì vậy? Trời ơi là trời ơi, kiểu 14 liền giùm em mấy chế ơi, 165.000 đồng. Trời là trời, chuẩn bị đẹp nữa nè mấy chế ơi. Rồi kiểu 14 giùm em hà, cho chị Thanh Thúy kiểu 14 là 165.000 đồng giùm em hà. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm hà. Rồi kiểu 14 chế Bích Nghe. Rồi kiểu 14 giùm em hà, Anh Hư Giang. Hết nha mấy chị, hai bộ nữa nè, tốc độ giùm em hà nè. Rồi kiểu 14 liền giùm em hà. Rồi chắc hôm nay cố gắng like cho mấy bà thì cũng cỡ lắm là tới kiểu 20.
Rồi bây giờ chuẩn bị nha, kiểu 14 cho chị Trang Dân. Rồi lên lẹ kiểu nè, kiểu 20 nè, 60 kg chuẩn bị vô chốt kiểu 20 nè, kiểu 14 cho chị Trần Trang. Hàng đẹp lắm mọi người, vào coi mua thử đi, chứ mình mua rồi đẹp lắm nè. Kiểu 20 165.000 đồng. Chị Lan Lan kiểu 14 nè, 40-60 kg mình bận vừa. Chế em nào nãy giờ mà 60 kg mà mình lăn tăng đồ các kiểu nè. Đây nha mấy chị ơi, chị em nào mà nãy giờ mình 60 kg mà nãy giờ mình sợ đồ các kiểu thì em hàng khuyên mấy chị vô mua kiểu 20 liền giùm em ha. Kiểu 20 nha, 165.000 đồng. Trời ơi, cái kiểu này mà bé Hằng có đôi giày cao gót nữa là bạn hết sảy con bà Bảy luôn mọi người ơi. Nhà em Hằng xưa giờ á chị ơi, bán nàng bác Hằng nhà em Hằng là 100% là phải mango đuổi lại một ha. Mango đuổi lại một giùm em Hằng. Ngay chỗ này là phần lưới giùm em Hằng nha. Rồi kiểu 20, ôi ôi, 165.000 đồng. Chốt lại nha, kiểu 20 không có nhiều nha, có đâu 30 bộ. Có 30 bộ rồi mấy chị ơi. Rồi kiểu 20 liền hả, chị Nga Kim, chị Nguyễn Diễm Hằng, chị Cô Ca. Rồi kiểu 20 liền giùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng. Trời ơi mấy chế yêu dấu nha bé Hằng ơi, lẹ để bé Hằng qua đùi hết. Trời ơi là trời, nhức cái nách thiệt chứ mấy chị ơi. Bà Hiệt Nguyễn kiểu 20 30 bộ nha mấy chị, mã này không có nhiều nha. Ôi là trời, cái họa tiết nè, kiểu 20 liền giùm em Hằng. Chị Hoa Lê, mấy chị ơi, hàng nhà bé Hằng là BH Pyjama nha mọi người ơi, Hằng Pyjama em Hằng. Rồi Hoa Lê, Soda Nguyễn, Minh Lê, chị My, kiểu 20 liền giùm Hằng. Chị Thái Nguyễn kiểu 20 liền giùm em nha mấy chị ơi, 165.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi thiệt sự mấy chị ơi. Rồi kiểu 20 cho chị Thanh Thúy, trên 60 kg mình phải cao giùm em Hằng nha. Đó, trên 60 kg mình phải cao mình mới bận được giùm em Hằng nha. Rồi kiểu 20 cho bà Tam Thanh. Ủa bà Tam Thanh thích cũ nha Hằng á hả? Tam Thanh thích cũ hả? Thâm Niên nè, thấy Thâm Niên 2 năm nè, phải không người yêu? Rồi kiểu 20 chị Nguyễn Kim cho mấy Hằng số điện thoại nha. Rồi chị Trâm Phạm Thị Thúy kiểu 20 mấy chị ơi, một like nhớ cô ủng hộ bé Hằng 2 bộ nha. Bà Tam Thanh thâm niên phải không? Rồi kiểu 20 Lê Kim Tiến, chị Phạm Trang nè. Rồi Kim Tiến, Kim Yến, hai người bữa này tối nhà rảnh lên mua ha. Rồi kiểu 20 giùm em Hằng, chị Phí Hằng nè. Rồi kiểu 20 là giùm em nhớ chị ơi, 165.000 đồng giùm em Hằng. Ê bà Tam Thanh thâm niên của tôi, bà cho lại Hằng số điện thoại lại đi. Rồi lên em Hằng là kiểu 21 màu da, kiểu 21 nè, 165.000 đẹp. U là trời. Rồi mấy chế ơi, đây mấy chị yêu dấu nha. Rồi đây mấy chị mới vô shop nói lại mình nghe, với 165.000 mấy bộ được chọn nhiều kiểu, vì shop lãi gì? 165.000 một bộ chị. Chị ơi, 165.000 đồng bộ chị ơi. Chị muốn lựa mấy bộ được. Chị muốn lựa mấy bộ lựa, 165.000 đồng một bộ. Nếu mà chị lựa 10 bộ thì 1.650.000 đồng, tiếp 30.000 nữa thì 1.680.000 đồng chị. Rồi kiểu 22. Ủa kiểu mấy? Kiểu 21. Rồi 40-60. Ôi cái này đẹp dữ vậy trời. Ủa coi nè anh, cái này nè anh. Kiểu 20. Trời ơi, từ 40-60 kg mình bận được thì 53 kg bận đẹp chị Mỹ nhiều trò. Rồi kiểu 21. Cái này tốc độ nha, có bao nhiêu bộ? Cái này có mười mấy bộ, không có nhiều nha mọi người. Rồi kiểu 21 thì nhưng mà Tam Thanh có rồi nha. Tam Thanh người yêu của tôi có rồi, lấy kiểu 21 luôn đi bà Tam Thanh ơi. Đẹp lắm bà Tam Thanh đi. Kiểu 21 liền giùm em Hằng. Tam Thanh có 11 luôn rồi. Rồi Tam Thanh có 11 luôn rồi. Bây giờ lên kiểu 21 nè mấy chế ơi. Trời ơi cái bộ này chị nào không sở hữu là em nói tiếc hùi hụi nha. Hàng vải cực kỳ cao cấp luôn mấy chị ơi. Cái vải này bé Hằng mua rất là cao giá luôn. Ờ, còn mai liền Hằng kiểu 21 liền giùm em Hằng. Kiểu 21 nha mấy chị yêu dấu nha. Trời ơi mấy chế ơi. Trời ơi. Cô Đa Nguyễn kiểu 21 giùm em Hằng mấy chị ơi.
165.000 đồng nhất cái nách với mấy bà luôn, kiểu 21. Nhận hàng về chỉ một từ là phê. Phê mà chữ ê kéo dài luôn á nè. Nhìn nào mấy chị. Đó, cầm ba liền ha. Kiểu 21 vậy nè ha. Không biết không nhớ nữa, chị nhớ còn không? Kiểu 21 giùm em thằng này mấy chị, đẹp cực kỳ mấy luôn. Rồi. 40 đến 60 kg mình mượn vừa giùm em thằng. Trời ơi. Nhìn nè mấy chế ơi. Mấy chế nè. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái vải nè. Cái này là mango cao cấp nha mấy chị ơi, nhận hàng cho kiểm tra hàng thoải mái giùm em thằng. Rồi kiểu 21 giùm em thằng. Màu đỏ á, giờ chị không nhớ nữa Vi Nguyễn ơi. Bây giờ để chị lên mua lại đi ha. Rồi, kiểu 21 cộng giùm em hằng cái số điện thoại nha mấy chị ơi, 165.000 đồng giùm nè. Rồi, kiểu 21 cộng giùm em hằng cái số điện thoại nha, bà Thanh Thanh nữa kìa. Hôm nay trúng mánh bà ơi. Cái màu da. Rồi. Cái nào? Màu da đó. Thấy hả? Ừ. Rồi, kiểu 22. Xương hâu. Ôi. Chết rồi. Đây mấy chị ơi, mệt quá, để cũng like đi mấy kiểu nữa rồi. Nói không like nữa mà cũng like mấy chị ơi. Rồi kiểu 22 liền dùm em ha. Kiểu 22 nè, 165.000 đồng. Trời ơi cái bộ này là nhất cái nách cho chị em nào mà mê đồ kiểu nha. Fan đồ kiểu giống bé Hằng nha. Kiểu 22, 165.000 đồng dùm em ha. Kiểu 22 liền giùm em mấy chế ơi. Kiểu 22 nha, chốt đơn nha, đằng bé Hằng qua đùi nha mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi bà Tam Thanh ơi, bà Tam Thanh à. Kiểu 21 chị Lo Trần. Rồi, kiểu 22 liền giùm bé Hằng 165.000 đồng. Kiểu 22 liền giùm em nha. 165.000 đồng cái màu view đâu ta? Màu trắng nó lấy rồi đó. Hả? Màu trắng nó nhiều đó, thôi bỏ. Thấy hả? Rồi ok. Chị cầm chút. Kiểu 22 thì nhìn hình mấy chị đào. Rồi. Tương cao hiệu cao 165.000 đồng nhìn hình. Kiểu 22. Em mới nhận hàng bao đẹp luôn mọi người ơi. Bao đẹp luôn, bao chất vải, bao phơm luôn ha. Thiệt sự cái vải á, cái vải kiểu 21 cái đó là rất là nhiều shop may luôn. Lê Kim Tuyến mà người ta may á là người ta may vải khác. 21. Người ta may vải không có mango đuổi lời một như vậy. Người ta may von, trời ơi cái von cũng có đẹp. Rồi kiểu 22 đừng dùm 22 chị Sương Hâu 2 bộ. Kiểu 22 đừng dùm bé Hằng nha, 165.000 đồng dùm ha. 22 Thu Quyền. Rồi kiểu 22 đừng dùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng. Rồi kiểu 22 liền giùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng một bộ nha. Kiểu 22, 165.000 đồng nha. Phương Thảo. Rồi. Kiểu 22 liền giùm em. 165.000 đồng giùm em mấy chế ơi. Từ 40 đến 60 tiếng mình bằng mùa em ha. 21 lên đi Thái. Kiểu 22 thì em hàng chị nào đơn một mua lại kiểu 23 nè. Rồi. Comment em mấy Hằng. Mà lùng quá về Trần Trang chế lùng quá về cắt xíu chế Bích Nga cắt lên xíu còn có gì đâu mấy chế ơi, tại vì á thường mấy cái này á người ta may chín tóc nhưng mà em không may chín tóc, em may dài chín tóc rồi lại ít hao vải hơn. Trời ơi kiểu 23 nha. Trời ơi mấy chế à, mấy chế ơi ru nữa. Kiểu 23 liền dùm bé Hằng 165.000 đồng. Xong để bé Hằng qua đùi nha mọi người ơi. Đùi đi, đùi vô cho mấy cái mô. Kiểu 23 nè. Đây. Hôm nay bé Hằng bận cái áo ra này là đúng chất để like đồ kiểu nè. Chị Nguyễn Kim. Trời ơi cái phần cổ nè mấy chế. Mấy chế nhìn thấy cái phần cổ không? Kiểu 23 lại liền dùm bé Hằng 165.000 đồng. Mấy chế nhìn nè. Kiểu 23 ít đồ nha, ít nha mấy chị. 23 Coca Trung Khả Hăng. Trời ơi sao mà chặn cái này ở đây, không có cái đường đi vậy trời. Không có đường lấy cái ghế vô để đứng lên luôn á. Bởi vì chán ghê mấy chị.
like đồ mà không có cái nào mấy chị nhìn cái phần ship ly ngay cái phần ngực nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Còn đứng lên mấy chị coi cái form nha, đây mọi người ơi, kiểu 23 thì giùm 23 em ha, kiểu 23 giùm em mấy chị ơi, 165.000 đồng nha mà. Xương hô. Ôi coi nè, mango đuổi loại 1 nha mấy chị ơi, không đẹp không lấy tiền hả. Ờ em mới nhận được đồ rồi, rất đẹp, em cảm ơn chị đừng bận tâm nha. Thái Nguyễn này ít nha mấy chị ơi, kiểu 23 giùm em hả, 165.000 đồng giùm hả. Rồi Nghi Yến, rồi đẹp lắm mấy chị ơi. Diệu Lê nhận hàng nhà em hàng là mấy chị phê pha bình thường á mấy chị. Linh Lê thì mấy mã này mình mua bao nhiêu mấy bà? Rồi bình thường mình mua 160, 100, 200, 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
23 thì dùm em ha. Diệu Lê có rồi, rồi. 40 đến 58 ký là mình bận đạt hết dùm em ha nha. Rồi kiểu 23 dùm em ha. Bộ nào em nói 60 ký thì mấy chị 60 ký vô mua nha. Cái bộ này là 40, 58 58 cao cao dùm em Hằng ha. Ô anh lộn, 60 thì cao cao. Rồi kiểu 24 nè. Kiểu 24 5 mạng, 8 thân. Em bán cái bì tri ân cho mấy chị ha. Đó. Rồi đây mấy chị, em Hằng sẽ bán một cái mã tri ân cho mấy chị nha, để mọi người là xem. Rồi bây giờ em Hằng lên kiểu 24 cái đi. Kiểu 24 nè mấy chị nha, nhìn cái hàng đính hạt nhà em nha. Cái hàng đính hạt nhà em Hằng là đính hạt cong 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 cho nó dễ thương nha mấy chị. Rồi còn manh liền dùm em Hằng là kiểu 24. Kiểu 24 liền dùm bé Hằng 100. Kiểu 24 liền dùm em mấy chế ơi 165.000 đồng. Trời ơi. Ờ mua giày cái áo đen làm cái áo kiểu 23 chị Hai Đào. Ôi cái này đẹp dữ vậy mấy chị. 23 chị Thanh Thủy. Trời ơi. Cái này cái áo đen làm cái... Ôi nhìn cái này nhìn ốm quá à. Làm như vặn cái này vô, vô tình giống như một cái zoom vậy mấy chị. Trời ơi. Kiểu 24 liền dùm em à, 165.000 đồng. Rồi comment dùm em mấy chị yêu dấu nha. Kiểu 24 liền dùm em hả, 165.000 đồng dùm em hả. Ôi cái form đồ này hơi bị đẹp cho mấy chị nha. Nè do cái form này cái áo là cái hàng may á, là nó qua rúng, nó may là nó ngang rúng, cho nên là cái form quần này em hàng cho ống nhỏ nè. Đây form quần này bác hàng cho ống nhỏ như vậy nè. Đó ơi ơi mấy chị nhìn nè, giống như ngay đây, giống như bé Hằng đang đeo một cái đai không mấy chị, tạo cái eo cho mọi người giữ luôn cho nè. Cái phần ngực này mọi người, cái phần ngực này mấy chị nhìn nha, em Hằng cho nhúng những cái zip ly con mấy chị, cái phần ngực rất rất là đẹp luôn. Rồi mã này em Hằng là kiểu 24 nha. Ơi lấy cho chị miếng nước đi, đi 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 tí nước không. Rồi kiểu 24 thì dùm em mấy chế ơi, 165.000 đồng nữa mà. Kiểu 24 thì chị Trung Phạm. Rồi kiểu 24 thì dùm em mấy chế ơi, 165.000 đồng nữa mà. Kiểu 24 thì dùm em mấy chị 165.000 đồng nữa mà. Thôi qua luôn đi. Rồi kiểu 24 qua đùi đó. Đùi nha mấy chị, qua đùi cho mọi người mua nha. Còn anh kiểu 24 giùm em hả. Rồi Nguyễn Phụng, Nguyễn Phụng Huyền Trang thì đùi hả heo. Dạ. Rồi một cái đấy dài nữa đi mấy chị, rồi em Hằng qua nha. Tại vì em Hằng mà đợi mấy chị mà cầm anh mua hàng thì lâu lắm mấy chị ơi. Em Hằng mà đợi mấy chị cầm anh mua hàng lắm là lâu lắm, cho nên mấy chị cứ mua thì mấy chị cứ cầm anh mua. Em Hằng qua kiểu chị nào thích kiểu nào thì mua ha. Rồi kiểu 25 nè. Chứ em Hằng đợi mấy chị mặt trời ơi. Em Hằng đợi mọi người chốt đơn mà qua hàng nữa thì lâu nha mọi người. Tại vì hôm nay nói chung quá trời nhiều hàng á. Rồi kiểu 25 liền dùm em Hằng. Rồi đủ chưa không? Rồi 200 mấy nghìn. Rồi kiểu 25 165.000 đồng.
mang về hết đi. Kiểu 25 lệ giùm em hàng nha mấy chị, 165.000 đồng. Trời ơi. Kiểu 25 bé hàng có 10 bộ thôi, cho nên là chị nào mua chậm thì không có thì đừng có dọn bé hàng nha. Kiểu 25 mình còn manh đúng mãi giùm bé hàng là kiểu 25. Trời ơi coi nhỉ chị ơi. Rồi kiểu 25, kiểu 24 cho chị Lợi Nguyễn, rồi 25 Bùi Chi Linh Lan trắng nè. Lẹ mấy chị ơi, kiểu 25 liền giùm em hà. 165.000 đồng giùm hà. Rồi chị Anh Liên, chị Nhi Ngô nè. 165.000 đồng nè, hàng Xuân Bùi. Và kiểu 23, hàng kiểu thì một bộ mình có đi hàng luôn đi. Kiểu 25, 165.000. Kiểu 25 chị Xuân Hô 2 bộ. Rồi kiểu 25 giùm em hà. Ủa chế gì quên rồi nè, vô chốt bộ này đi, chắc kiểu 25 liền giùm em hà. 40-58 mình mận đẹp trong hàng trong trao 60 là mình đẹp. Kiểu 25 đó mấy chị ơi, mình cầm anh mò 25 nhiều khi nó vô nhận diện á. Kiểu 25 liền dùm em. Ủa cái này còn bộ nữa nè chồng. Dài nữa nè. Rồi kiểu 25 liền dùm em nha mấy chị ơi. Kiểu 25 liền hả. Holy Minh trang xuống đội nè. Holy Minh thì sao giống nữa trời ơi chồng tôi muốn. Đây mấy chị. Cái nghiệp chồng em nó có 3 đứa con gái đó mọi người. Nghiệp chồng em có 3 đứa con gái. Sao nó da có màu luôn trời. Đây là nghiệp. Nghiệp của chồng em khi mà chồng em có 3 nàng công chúa. Tới ngày mua kẹp nơ. Dây thun. Khẩu trang. Rồi kiểu 25 liệu hả. Chị Tiết Kiều. Kiểu 25 chị Đa Vi. Hả? Khi mà chồng em nó có nè, tay anh cái tiệm tuổi thơ bất hạnh có hai nhỏ ngựa này nữa. Chắc nó phải con gấu con gà. Rồi, kiểu 25 giùm em mấy chị. Đây là cái nhịp chồng em khi có hai nàng công chúa, ba nàng công chúa nè. Đó, tối ngày đi mua dây thun, khẩu trang, kẹp nơ gì cho con gái của mày. Rồi nè, giờ dịp đi. Nhiêu đó mà muốn cho mấy hả? Ừ, đậm, rồi, Misa nữa hả? Cái này mình xem cái xe này, nó da có một màu ở khác hình. Khác hình, một màu mà khác hình. Giống rồi, 5 cái giống như trang. Rồi lên em hàng là kiểu 26 cái nữa nè. Ủa này là gì ta? Rồi kiểu 26. Hàng chi nói con chó đâu, con chó đâu kiếm mà có đâu. Có rồi. Đó, bé xe, hỏi con chó nữa đâu á. Ui. Cái này đẹp quá mấy chị ơi, trời ơi, cái này hàng hiếm mà sao nay còn vậy? Lẹ dùm bé hàng kiểu 26 nha, là bé hàng qua đùi nha mọi người ơi. Rồi qua pyjama nữa mọi người ơi, mệt quá. Rồi kiểu 26 nè. Rồi mã đây lên em hàng là kiểu 26 nha. Dạ dạ, từ từ mấy chế ơi, từ từ mấy chế ơi. Rồi, comment dùm em hàng là kiểu 26. 165.000 đồng. Trời ơi, cái bộ này hàng hiếm nha, còn được 10 bộ bà Tam Thanh ơi. Đấy bộ này bà Tam Thanh ơi, đẹp quá bà Tam Thanh ơi. Ghi Văn Chi, đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị ơi nè, mấy chị nhìn nè. Nhìn cái kiểu như vậy nè mọi người, nhìn cái cổ nè mọi người. Nhức cái nách luôn cho mấy chị. Rồi, kiểu 26 giùm em. Ôi chồng, đầu cổ vô vụ xù á. Vô mệt á. Rồi kiểu 26 giùm em hả. Lẹ nha mấy chị ơi, bé hằng like chí xíu. Bé hằng like chí xíu nữa là bé hằng nghỉ cái like buổi trưa để tối. Tối bé hằng like nhiều nha mấy chị nha. Rồi kiểu 26 liền giùm em hả. Rồi kiểu 26, ngồi chưa Yến. Ôi nóng ta. Rồi kiểu 26 liền giùm em. Trời ơi coi nè, 165.000 đồng. Nhận hàng không xịn sò là hỏi để chơi với hằng. Hỏi lấy tiền, hỏi lấy hàng nha mấy chị ơi. Rồi kiểu 26 liền giùm em nha. Kiểu 26 liền giùm em nha mấy chị ơi. Rồi kiểu 26 liền giùm em hàng. 100 mấy quên rồi. 56 lần. Sáng nay nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn trái Lý Nguyệt Mai nha. Cảm ơn trái em nhiều nha. Rồi kiểu 26 liền giùm em hàng. Hồng Xuân Bùi. Rồi kiểu 26 liền giùm em mấy chị ơi. 165.000 đồng giùm em hàng. Rồi kiểu 26 thì giùm em hàng 165.000 đồng. Rồi kiểu 26 thì giùm em hàng 165.000. Ủa này cái gì mà mình đưa ra hả? Cái đùi á. Đùi á hả? Đùi tay ngắn. Rồi lên liền giùm á. Còn cái này hả trời. Rồi kiểu 26
là 165.000 đồng giùm Hằng. Rồi đùi nè, kiểu 27 cho em Hằng 155.000. Đùi thì mấy Hằng chỉ bán 155.000 thôi nha. Ý, trời ơi, nhất cái nách nữa. Rồi kiểu 27 thì giùm em Hằng. Em quên đem cái túi ra anh, cái túi với đôi dài. Chiều nay em đem cái túi với đôi dài ra đằng anh. Không mà tối nay đâu lai đồ kiểu nữa, mệt đó. Rồi kiểu 27 thì giùm em Hằng 155.000 đồng giùm Hằng. Rồi mã này lên lại giùm bác Hằng là kiểu ít này. Sao nó bị gì ta, nó bị xéo hả? Này nó bị xéo. Rồi 40-60kg mình bận vừa nha. Chị ơi không đâu chị ơi, bên Hằng phải gọi gọi chốt đơn á chị Tịnh Tâm ơi. Bên Hằng phải gọi chốt đơn nha chị. Kiểu 27 liền giùm em Hằng. Đây đây đây, kiểu 27 nha, 165.000 đồng giùm em Hằng. Ôi lộn, 155 nha mọi người ơi. Kiểu 27 liền giùm em Hằng, 155.000 đồng giùm em Hằng. Đây 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 mọi người ơi, xem lại mọi người ơi, bộ đó nó bị xéo đường may rồi. Rồi kiểu 27 liền giùm em. Ôi mấy chế ơi, ôi cái vải này á mấy chị, là nhà em Hằng là mango đuổi loại 1 á, mango đuổi loại 1 á mấy chị ơi, nó nhúc cái nách luôn mấy chị. Nhận hàng hỏng tê ba là hỏi lấy tiền nhà em Hằng luôn. Quên lộn, khỏi em Hằng khỏi trả lấy tiền mấy chị luôn rồi. Kiểu 27 chốt đơn nè. Kiểu 27 thì tiên tiên rồi, chị Vi Phạm. Rồi còn manh giùm em Hằng mấy chị. Dạ đúng rồi chị Thu Huyền ơi, lát hồi xem lại like đặt thêm nha chị. Chị nào một bộ muốn đặt thêm thì một xem bộ lại like á, chị nào nha. Muốn một bộ á mà mình muốn đặt thêm á thì mình xem lại like đặt thêm giùm em Hằng ha. Rồi kiểu 27 thì giùm em mấy chị ơi, 155.000 nha. Đùi nha, có cái quần bên trong đẹp lắm nha mấy chị ơi. Cái điều quần lên. Đùi nè, cái quần đùi không mình bận, cái quần không cũng đẹp nữa. Kiểu 27 giùm em Hằng ha. Nhận hàng cho kiểm tra hàng. Trời ơi cái bộ đồ nó xịn tò, từng cái chi tiết nhỏ luôn á mấy chị ơi. Nè nhìn cái phần nút nè. Rồi kiểu 27 chị Diệu Lê có rồi nha chị ơi. Rồi kiểu 27 giùm em Hằng 155.000 đồng Hằng. Chị Linh Nguyễn. Rồi bên em Hằng là phải gọi chốt đơn nha mấy chị ơi. Chị nào mua trên 4 bộ á, trên 4 bộ là phải chuyển khoản trước giùm bé Hằng 100.000 nha mấy chị ơi. Thông cảm giùm bé Hằng nha. Kiểu 27 giùm em Hằng 155 nè. Đi em lên chỗ này đây, 155.000 đồng. Ôi ai mà bỏ qua cái kiểu này là tiếc hùi hụi luôn. Kiểu 28 chị ơi, đơn gọi rồi là gửi rồi, không có dồn giùm em mấy chị ơi. Kiểu 28 tiền giùm bé Hằng 155.000 đồng. Rồi mã này em là kiểu 28 nha mấy chế ơi. Gửi rồi á chế. Ôi anh ơi, bộ đồ 155.000 nè anh. Muốn xỉu vậy anh. Ôi mấy chế ơi, cái này cái áo không mấy chế bận rồi cũng đẹp nữa mấy chế. Kiểu 28 tiền giùm bé Hằng 155.000 đồng nha. Bộ này bé Hằng còn đúng 15 bộ thôi, không có còn bộ nào nữa nha mấy chế. Kiểu 28 liền giùm bé Hằng 155.000 đồng. Ôi chị em nào chưa chốt bộ này thì chốt lại bộ kiểu 28 liền giùm bé Hằng. Nhất cái nách thiệt sự mấy chế ơi, 155.000 đồng nha nè. Từ 40-60kg mình mận vừa. Ô là trời, cái bi nè mấy chị, nhìn cái hàng nút nè. Trời ơi cái hàng nút không hết tốt hết bao nhiêu tiền rồi. Rồi kiểu 28 giùm em Hằng ha mấy chị. Nói chung là bé Hằng đưa lên kiểu rồi mấy chị chốt đơn thì nhanh lên giùm em Hằng, tại vì em Hằng không có đứng đợi mấy chị chốt đơn hết ha. Rồi kiểu 28 thì giùm bé Hằng nha. Chị Linh Nguyễn này nhớ chuyển khoản trước giùm em 100.000 nha chị nha. Rồi rồi kiểu 28 thì giùm em mấy chế ơi,
155.000 đồng nữa hả? Rồi em hàng qua nhanh đó mấy chị cứ comment lên đi thì hệ thống nhà em hàng. Em đã nói là 40-60kg mình bận vừa á chị ơi, 40-60kg mình bận vừa. Chị Linh Nguyễn này mua hàng nãy giờ cũng 5-6 bộ rồi đó, lát hồi chuyển khoản trước giùm em hàng 100.000 nha. Rồi mấy chị cứ comment giùm em hàng ha. Rồi kiểu 28 gì em hàng. Nó lên cái bi hồng đi rồi nghỉ. Ừ. Đấy hả? Tối lên 4 giờ mấy rồi. 4 giờ mấy rồi hả? Rồi. Trời ơi 30 bộ rồi còn muốn mua nữa rồi sao đây? Dịu lên. Dạ. Nguyễn Hoa. Bây giờ em hàng bán chi ân mọi người cái. Nguyễn Trinh Trinh. Rồi. Đây nha. Em hàng sẽ bán tri ân mã này, do mã này em hàng còn 20 bộ. Lâm Thị Ngọc Hân. Mã này bé hàng còn 20 bộ. Mọi người yêu dấu ơi, mã này bé hàng còn 20 bộ. Rất là nhiều chết muốn xem bộ này, muốn xem cái kiểu bộ này để mình mua hàng. Nhưng mà có những chế mấy chế 165.000 đồng mua cho mình không có dám mua. Nhưng mà mua cho con á, mua cho con chị đó chị nói bao nhiêu bộ, chị nói 3 bộ kìa, mã nào chỉ còn manh mà cũng nói 3 bộ kìa. Vậy hả? Ờ ok chị, 3 bộ thì khỏi cọc chị ơi, 3 bộ thì khỏi cọc. Chắc chắn nhận hàng uy tín giùm em là được nha. Rồi nè mấy chị, có nhiều chị rất là hết bộ đồ này có em hàng luôn. Hả mấy chị? Mà mọi người, mà mấy chế nói là thiệt sự 160 mấy nghìn đồng mua cho mình không có dám mua, mua cho con 500.000 một triệu đồng bao nhiêu cũng dám mua cho con, nhưng mà mua cho mình một bộ đồ 160 mấy nghìn không dám mua. Rồi em hàng sẽ bán tặng mấy chị bộ đồ này nha, không lợi nhuận ha mấy chị. Comment giùm em hàng là kiểu tri ân 149.000 đồng, trời giống khùng không. Rồi comment kiểu tri ân 149.000 đồng. Man do cái bi hồng này là bé hằng may rất là nhiều, tại vì nó đẹp lắm chị. Do bộ này bé hằng may tới 500 bộ lận. Ở bộ này bé hằng may tới 500 bộ lận mấy chị, cho nên bây giờ hiện tại còn 20 bộ. Em hằng bán lỗ giá em hằng may ra luôn, em hằng may ra là 155.000 đồng đó mấy chị. Còn man dùm bé hằng là kiểu 28 nè, kiểu ố anh lộn, kiểu tri ân nha, kiểu tri ân 149.000 đồng, 40-58kg đổ lại vừa dùm em hàng. Rồi kiểu tri ân liền dùm em mấy chị 149.000 đồng, ai hủy thì bên chị hủy đơn luôn nha. Rồi kiểu tri ân liền dùm em mấy chị ơi 149.000 đồng. Em hàng còn mã này cỡ 20 bộ nữa thì em hàng sẽ chốt được cho 20 chị. Rồi kiểu tri ân liền dùm em hàng 149.000 đồng dùm em hàng. Rồi kiểu tri ân dùm em hàng. Chị nào nhận được bộ này giá 165.000 rồi đừng buồn nha. Chị nào nhận được bộ này giá 165.000 rồi cũng đừng có buồn nha mấy chị yêu dấu nha. Tại vì hôm nay mấy hàng bán bộ này rất là nhiều rồi, nhiều lắm mấy chị ơi, hơn 500 bộ ngoài thị trường rồi mấy chị. Ở hơn 500 bộ ngoài thị trường rồi, mấy bé hàng còn có 20 bộ rồi, bé hàng bán cho những chị Quyền Trang. Rồi, 149.000 đồng, bé hàng bán cho những chị, nói chung là thật sự rất là hết đồ kiểu. Tại vì bé hàng cũng đã từng ở trong cái giai đoạn đó mấy chị, rất là hết đồ kiểu, nhưng mà mình nè có 3 đứa con cần phải lo, cho nên là bộ đồ nào mà 150 trở lên bé hằng không dám mua cho bé hằng đó chị, không dám mua cho bé hằng. Nguyễn Hồng Hoa. Rồi comment là kiểu tri ân dùm bé hằng nha, 149.000 đồng, nhưng mà đối với con thì bé hằng mua bao nhiêu cũng được, hôm nay bé hằng bán cái này là rẻ hơn giá bé hằng may ra nữa chị. Rồi kiểu tri ân dùm em hằng 149.000 đồng, do em hằng bán lỗ mã này nên một màu này duy nhất thôi mấy chị ơi, những màu khác vẫn giá 165.000 đồng. Tại do cây vải này bé hàng may nhiều quá, may tới 500 bộ rồi còn dư có 20 bộ, dư có 20 bộ cũng không có nhiều đâu mấy chị ơi. Rồi tri ân dùm em hàng 149.000 đồng thôi. Rồi còn mã đùi nữa ha, em lên đùi hai mã đi thôi. Rồi đủ chưa đủ rồi à. Trời ơi 4 giờ mấy rồi, nghỉ xíu tối sao 7 giờ like nha. Rồi đây nè, ghi là kiểu mấy đây ta, ai kiểu mấy hả? Giờ là kiểu 29 thôi chồng. Rồi gán like kiểu 29, kiểu 30 luôn đi rồi nghỉ luôn.
Liễu Dương Bích. Rồi tối em Hằng like tiếp nha mọi người nha. Đơn hàng này thì bên Hằng xin phép gọi đi hàng nha. Tại vì hàng kiểu á, hàng kiểu mấy Hằng không gộp với pyjama được nha mọi người. Hàng kiểu mấy Hằng không gộp pyjama nữa nha. Thông cảm giùm mấy Hằng. Rồi kiểu 29 nè, 155.000 đồng nè. Trời ơi, kiểu 29 155.000 đồng. Chứ mẫu hậu. Trời ơi, cái này héo. Kiểu 29 155.000 đồng giùm em Hằng. Rồi mã này còn mọi này giùm bác Hằng là kiểu 29 155.000 đồng bộ đùi giùm em Hằng. Kiểu 29 nha mấy chị ơi, 155.000 đồng. Rồi đến nỗi mà tê cái chân bụng rụng. Ăn gỏi cuốn không em? Gỏi cuốn. Ừ rồi đây em Hằng bán cái này nữa. Đây đây nha mọi người, kiểu 29 giùm em Hằng, 155.000 đồng. Rồi em Hằng bán cái bộ dài này luôn. Cái này là rồi kiểu 29 giùm em Hằng. Rồi 155.000 đồng, kiểu 29 giùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng. Mấy chị cứ comment nha, máy chạy nha. Rồi trời hôm nay chắc mấy chị giận em Hằng lắm á, dòng hôm qua mới bán mà. Tiếp theo mấy Hằng sẽ bán một cái bộ dài, một cái bộ dài cho mấy chị. Nói chung là chị nào thiệt sự mấy chị ơi, tốt rồi mấy bà, tốt rồi mà còn đồ đẹp, nhưng mà kiểu là đủ thứ, đủ thứ công chuyện để lo á mọi người. Bao nhiêu tiền em? Đủ thứ công chuyện để lo thì bây giờ vô nè. Dạ. Cái phần mềm boss với cái phần mềm cài lại nè. Ừ, cho nó tin như vàng á. Boss là phải có anh đó. Dạ, úp mở lên cho nó cài lại rồi. Ừ, trời ơi, bằng cái áo vô thôi là nhức cái nách rồi đó mấy chế ơi. Rồi ghi giùm mấy Hằng là kiểu đặc biệt nha. Kiểu đặc biệt nha mấy chị, quần dài mấy Hằng bán luôn mã này là siêu tri ân cho khách luôn. Rồi, kiểu đặc biệt màu riêu nha mọi người ơi, 155.000 đồng. Rồi, riêng mã này mấy Hằng bán bằng quần đùi nha, mã này lên liền mấy Hằng. Vậy được chưa? Sáng giờ được chưa? Kiểu đặc biệt. Rồi, cảm ơn. 155.000 đồng. Hôm qua ai mua 165.000 rồi đừng có giận em nha. Vậy, mấy chị nha. Ừ, để em xem á. Hôm qua ai mua 165.000 mã này rồi đừng giận em Hằng, tại vì em Hằng cũng còn cỡ khoảng 20 bộ nữa. Rồi kiểu đặc biệt giùm em Hằng, 155.000 đồng. Nè, lấy nha. Đây, để em xem đây. Rồi kiểu đặc biệt liền giùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng giùm em Hằng. Chữ sen thôi. Rồi kiểu đặc biệt giùm em nhớ chị, 155.000 đồng, còn có 20 bộ nữa thì bé Hằng cũng hết mã này luôn. Thì nói chung là hàng tốt rồi mấy chị ơi, có còn cái gì á. Chị Thu Huyền, chị Hồng Nhi, 155.000 đồng giùm Hằng. Đó, bà nào vô chốt đi thiệt sự luôn, quá là rẻ chị luôn mấy chị. 155.000 đồng luôn, hủy diệt luôn. Trời ơi chồng ơi. Rồi kiểu đặc biệt giùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng. Rồi kiểu đặc biệt giùm em mấy chị, pyjama tối nay bé Hằng like cho mọi người nha. Pyjama hẹn mọi người tối nay hẹn nhức cái nách nữa. Đây mấy chị ơi, kiểu đặc biệt giùm em nha mấy chị, không có 68kg ông vừa đồ shop em Hằng đừng chốt nha. Mấy đồ kiểu là 68kg ông vừa đó mấy chị ơi. Rồi kiểu đặc biệt là em Hằng 155.000 đồng luôn. Rồi em Hằng ao nha. Gánh sơn 155.000 đồng. Trời ơi là trời. U là trời, bộ đồ này đi may em nói thiệt chứ mấy chị luôn. Hả? Đi may thôi, tiền công vải thôi, đã là dạ. tiền công thôi đó là 450.000 một bộ đúng không mấy chị? Tiền công thôi đúng không? Rồi còn một cái nữa nè. Tiền vải coi bao nhiêu nha mấy bà nha, tiền vải 2m1. 2m1 này là thiệt sầu luôn. 2m1 tiền vải này là cỡ bao nhiêu ta? Mấy chị nếu mà em Hằng tính theo giá thị trường á là 65.000 đồng một mét đó, 2m1 là hết 130.000 đồng. Kiểu đặc biệt này em Hằng 155.000 đồng. 2m1 tiền vải là hết 130 mấy, với tiền kia nó hết 170 mấy nghìn đồng. Chưa kể phi ủi lúc rồi tùm lum. Trời ơi mua 155.000 về bận liền. Rồi kiểu đặc biệt cho em Hằng ha. Rồi nghỉ nha mấy chị nha.
Rồi em cảm ơn mấy trái nhiều lắm nha mấy trái ơi. Cảm ơn mấy trái rất là nhiều luôn. Tại vì bây giờ nói chung là bé Hằng về. Hả? Bé Hằng về dạy cho con bé Hằng học. Rồi tối nay bé Hằng lên. Hôm nay quá trời hàng về nè mấy bà. Đây. Nè. Trời ơi nhiều. Mấy chú ở gần shop em hàng vòng. Nói hàng Tết mà con về quá trời. Người ta sale để người ta thu vốn mà em Hằng về hàng nè. Đó. 10 bao với Hằng chưa khui ra nữa đó mấy chị. Rồi. Chị rất bực nha. Rồi em Hằng ao nha mọi người. Đó, 10 bao với Hằng chưa khui ra nữa. Tối nay chơi tưng bừng với bà. À mấy bà nhìn hàng nè. Ô ta. Hàng à. Trời ơi, ở trong shop thôi đó nha mọi người. Ở đây là những cái là trong shop thôi đó. Hàng trong shop thôi đó nhìn nè. Hàng phía ngoài. Trời ơi. Nhà em Hằng không có gì. Tiền thì không có nhưng mà hàng thì bao la. Đây mấy chị. Đây. Đây. Mấy đứa này nó đang đánh bơm. Đó, hàng nhà em Hằng. Đây mấy chị, đó. Hàng nhà em từ nhà trên nhà dưới xuống biết bao nhiêu là đồ. Ừ, kỹ em vô hết đi. Này, hàng hết đi nè. Nhìn nè. Từng cái ngõ ngách đều là chỗ để đồ của em hết trơn. Không có một cái chỗ nào mà trống luôn á mấy chị. À. Tối nay nè. Mấy trái nhìn thấy. Hàng nè. Trời ơi. Đó. Từ chỗ nhà trên xuống nhà dưới. Không còn chỗ nào, đây là một kho ở ngoài nhà chồng em thôi nha. Chưa kể một cái kho ở trong nhà em nữa. Đó. Rồi ao nha mọi người. Bé Hằng ao nha. Rồi.